mọi người em lên nha. Hello chị nghe. Em thêm một chấm cho mọi người nhé. Ngáp mà. Cái máy cắn. Rất đẹp máy anh nhỉ. Cái máy đẹp mà. Chị cũng thấy đẹp mà mẹ chị nói thấy ghê. Anh em nha, một chấm nha mọi người nha. Hello mọi người, hello chị Kiều Tiên. Hello chị Huyền Trâm nè. Mọi người thương share giúp em nha mọi người nha. Tối nay đồ đẹp lắm nè. Con này chị giữ lại mặt nè, xong thôi giờ bán luôn. Em lên nha mọi người nha, em lên nha. Ai thấy em cho một chấm đi mọi người. Hello Trang Đỏ. Hello cô Trang. Rồi, của em đầu tiên nha. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 88 giúp em nè. Free size mã 88 nha mọi người nha. Mã 88 nè. Trời ơi. 19.000 đây nè mọi người hả? Mọi người coi nó đẹp nè mọi người nè. Con này tuyệt vời xuất sắc, một con màu trắng nha mọi người nha. Một con màu trắng nè. Dạ, hôm nay chắc là được rồi đó chị nha. Con này free size nè mọi người ơi, chốt giùm em mã siêu phẩm nha mọi người nha. Trời ơi, con này quá đẹp luôn mọi người.
Sao đâu có con này đẹp dữ vậy thần vậy? Mày ủi mà. Freeza chúc cho em mã siêu phẩm giúp em nha mọi người nha, mã siêu phẩm nè. Ờ áo chân canh đẹp đó. Freeza chúc cho em mã siêu phẩm giúp em nè, mã siêu phẩm nha. Giữ cái con gì lại mặc mà ngoài chốt hả chị? Cái con gì mặc mà ngoài chốt chưa? Siêu phẩm cho chị Phạm Tú nè. Một em màu vàng, một em màu vàng cute nè mọi người ơi. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã vàng giúp em. Free size chốt giùm em mã vàng tay siêu bự, mã vàng giúp em nha. Chị Phạm Tú em dồn đơn hồi chiều nha chị ơi. Em này free size chốt giùm em mã vàng giúp em nè, mã vàng giúp em. Em này free size chốt giùm em mã 865 nha mọi người nha, một con mèo nè. Em này free size chốt giùm em mã 865 giúp em nè, mã 865. Chị áo đỏ nhé gì? À áo đỏ này hả chị Tiên? Đúng không chị Tiên? Áo đỏ này đúng không? Ok chị Phạm Tú nè, chào chị Thị Minh Trần. 865 nha chị Kiều Tiên nè. Một con choco graphic nha mọi người nha, đây một em choco nè, đây. Một em choco xanh nha. Em này 55-58 kg vừa nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 661 giúp em. 55-58 kg vừa mã 661 giúp em. Một em choco nha mọi người ơi, mã 661. Nào em mặc nữa kìa. Trời bà Yến Vi bà Toàn lên bà hút óc canh không à. Áo em mặc hả chị Tiểu Tiên? Áo em mặc là siêu phẩm nha Tiên nha. Áo em mặc siêu phẩm 80.000 á Tiên. Con này là áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Em này áo giữ nhiệt trắng, em này 50kg, 55kg. Chú cho em mã 648 giúp em. Mã 648 nha. 865 chốt cho chị Hoa Hồng Nữ nè. Chốt rồi. Ủa chốt rồi chị, sorry chị. Chú cho em mã 648 giúp em nè. Mã 648 nha. Một em xanh free size nha mọi người nha. Một con xanh free size nè. Chốt giùm em mã 295 giúp em. Free size mã 295 giúp em nha mọi người ơi, mã 295 nè. 648 cho Vi Yến Nhi nè. Free size chốt giùm em mã 295 giúp em nha mọi người nha. Mã 295 một con xanh đẹp, mã 295 nè. 648 cho Vi Yến Nhi nè. Được rồi, canh cho chị Vi Yến Nhi luôn nè. Một em unit low nha mọi người ơi, đây một em unit low nè. 295 của chị Kiều Tiên nè. Một em unit low free size. Hello Nu. Chốt giùm em mã 299 giúp em nha mọi người. Một con unit low. Mã 299 giúp em nè. Em unit low nha mọi người. Chốt cho em mã 299 một con màu ruốc, hồng ruốc, mã 299 giúp em. 295 cho Kiều Tiên nè. 611 chị Nguyễn Phương cho em xin số điện thoại. Em này free size nha mọi người. Một em hoa lá hẹ free size. Chốt giùm em mã 282 giúp em. Free size mã 282 nha mọi người nha. Mọi người vô bay của em tiết thiệp vinh tệ, em có dán trên trang chính á. Mọi người vô đó chốt cho nhanh nha. Bên hội hay bị ẩn comment. Chốt cho em mã 282 giúp em. Một em free size mã 282 nha. Nguyễn Phương lên số điện thoại giùm em nha. Hôm Nu ơi, Nu lên sau rồi. Chị Kiều Tiên trên bay lên nhanh lắm. Một em xám nha mọi người. Một em xám cổ cao tay trà bá nha mọi người nha. Con này free size nè. Chốt giùm em mã 162 giúp em. Mã 162 nha. Con này free size nha mọi người ơi, con này co giãn. Chốt giùm em mã 162 giúp em nè. 299 của chị Hoa Hồng Nữ nè. Mã 162 giúp em nha mọi người nha. Mã 162 nè. Hoa Hồng Nữ lên lại điện số điện thoại giùm em với chị. Một em khoác sọc nha mọi người nha. Một con khoác sọc 162 của chị Kiều Tiên. Một em quát sọc 50kg nha mọi người nha. Một em quát sọc con này dạng vải Montagi á mọi người. 50-55kg chốt giùm em mã 217 giúp em. 50-55kg mã 217 giúp em nha mọi người nha. Mã 217 nè. 282 cho Hoa Hồng Nữ nè. Trời ơi một con boho nha mọi người nha. Một con boho tả tơi rơi tả nha mọi người nha. Đây con này free size chốt giùm em mã 866 giúp em. Free size mã 866 một con boho nha mọi người ơi. Chốt giùm em mã 866 giúp em nè. Ok chị Nguyễn Phương nha. Chị Hoa Hồng Nữ lên số điện thoại giúp em với ạ. Trời ơi con này đẹp quá nè mọi người ơi. Con này là dòng của Kenzo hay sao mọi người ơi nè. Một con dòng của Kenzo hay gì nè. Con này free size nha mọi người nha. 866
chốt cho Vi Yến Nhi. Con này super đẹp nè mọi người nè. Con này free size nha mọi người nha. Em này free size, chốt giùm em mã 665 giúp em nè. Tranh chốt rồi chị ơi. Free size, chốt giùm em mã 665 nha mọi người nha. Mã 665 giúp em nè. Mã 665. Vừa con nào 162 vậy mấy chị? Em có được nhầm cái gì mọi người nhớ nhắc giúp em nha. 665 chốt cho chị Kiều Tiên nè. Một con khoác nhẹ free size, chốt giùm em mã 296 giúp em. Một con khoác nhẹ free size, mã 296 nha mọi người nha. Mã 296 giúp em nè, mã 296. Đồng giá 19.000 nha chị ơi. Con một con nâu free size nha mọi người nha. Một con nâu free size nè, chốt giùm em mã 319 giúp em. Con này free size nha mọi người nha, chốt giùm em mã 319 giúp em nè. Mã 319 một con nâu nha mọi người nha. Mã 319 giúp em. 296 của chị Phạm Tú nè. Tổng giá 19.000 nha chị Nguyễn Hiếu ơi, 5 con em đi đơn nha mọi người. Con này free size nha mọi người nha, một con áo free size, con này có cầu vai nha. Đúng nha chị Yến Vi ơi. Đúng rồi nha chị Hương Cún. Em này free size, chốt giùm em mã 664 giúp em nha mọi người nha. Một con màu nước trà, màu trà. Free size mã 664 giúp em nè. Mã 664 nha. Một em cổ lọ cao nè. Con này free size nha mọi người nha, chốt giùm em mã 656 giúp em. Con này đẹp nè mọi người. Mã 656 giúp em, rất là đẹp. Em thấy Châu Châu nè. Free size, chốt giùm em mã 656 nha mọi người nha. Con này đẹp lắm nè mọi người. Mã 656 giúp em. 664 của chị Phạm Tú nè. Con chị Tuyết Mặc, chị Kiều Tiên chốt rồi nha chị Hoàng Lan Anh ơi. Lan Anh luôn là người đấy sau. Con này free size nha mọi người nha. Một con dạng cánh dơi free size nha. Đây. Con này chất rất là dày nha mọi người nha. Chất rất là đanh dày lắm. Con này free size, chốt giùm em mã 317 giúp em nè. Free size mã 317 nha mọi người nha. Mã 317 giúp em một con free size. Mã 317 một con trắng. Mã 317 giúp em nè. 656 của chị Kiều Tiên. Chào chị Dương Trần nè. Một em body nha mọi người nha. Một con body tay điệu. Một em body tay điệu nha mọi người. Con này rất là đẹp. Đây nó là cái hoa như thế này nha mọi người. Tay điệu chưa nè. Em này 50kg thôi nha mọi người nha. 317 của Hiền Nguyễn nè. Em này 50kg, chú giùm em mã 338 giúp em. 50kg mã 338 giúp em nha mọi người. Mã 338 nè. Một em lên cổ cao nha mọi người nha. Một con cổ cao free size, chốt giùm em mã 340 giúp em. Mã 340 nha mọi người nha. Mã 340 giúp em nè. Một con xám. Mã 340 free size. Trời ơi, một con cashmere nha mọi người nha. Một em cashmere. Wow. Một con dòng cashmere của Uniqlo nha mọi người nha đây. Một con cashmere của dòng Uniqlo nha mọi người nha đây. 340 của chị Kiều Tiên nè. Cashmere nha mọi người nha đây. Một em tím free size, cái chất của nó mọi người nhìn về nhìn sẽ thấy nó pha pha nha mọi người nha, chứ không phải là tím hãng nha. Nó có pha pha tím tím free size. Chốt giùm em mã 322 giúp em. Mã 322 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 322 nè. Đúng rồi nha chị Phương Duyên ơi, 5 con em đi đơn, áo chị Tuyết chốt rồi nha chị Hiền ơi. Mọi người lên đủ 5 con em đi đơn nha mấy chị. Em này free size nha mọi người nha. Mọi người đợi đi vài bữa em lên dòng siêu phẩm. Những cái con mà tay bự như thế này nhiều lắm. Free size, chốt giùm em mã 318 giúp em nè. Free size mã 318 nha mọi người nha. Mã 318 giúp em nè. 32 của chị Phạm Tú nè. Cái này em vừa mới ủi xong á mọi người, cho nên là hàng rất là đẹp đây. Ngày nào em lên cũng là hàng mới nha, không có bán lại ngày hôm qua đâu. Cái nào mà ngày hôm qua mà bán hết, không hết là em bỏ hết, em cho hết. Free size nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mã 329 giúp em một con Uniqlo nè. Free size mã 329 giúp em nè. Free size, chốt giùm em mã 329. Mã 329 giúp em nha. 318 của Phạm Tú chào Mộc Mộc nè. Con này free size 3 màu, chốt giùm em mã 314 giúp em nè.
Một con này ở dưới này là tím nha, xám nha, trắng nha mọi người nha. Con này free size, chúc giùm em mã 314 giúp em. Mã 314 nha mọi người nha. Mã 314 nè. 329 của Kiều Tiên. Mai đi chị Lan Anh ơi, mai toàn kiểu giống vậy thôi, siêu phẩm 80.000. Một con màu nha mọi người nha, một con màu nè. Con này form body 50kg thôi nha mọi người ơi. 50kg chốt giùm em mã 38 giúp em. 50kg mã 38 nè. Mã 38 giúp em. Có chị nào hồi chiều chưa đủ đơn không, lên em chốt cho đủ đơn nè. Một em trắng free size nha mọi người ơi. Con này một màu kem rất là đẹp nha. Một em kem free size nha. Một em kem free size chốt giùm em mã 656 mã 657 giúp em. 314 của chị Kiều Tiên. Một em kem free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 657 giúp em nè. Mã 657 một con kem nha mọi người nha. Mã 657 giúp em. 38 chị Lê Nguyễn, lên số điện thoại giùm em nè. Một bà điệu nha mọi người nha. Một con điệu nè. Con này hở vai nha mọi người nha. Một con hở vai như thế này nè. 657 cho Kiều Tiên nè. Con này làm đầm nha. Con này là đầm nha mọi người nha. Em này đầm free size, chốt cho em mã 152 giúp em nè. Mỗi em đầm free size mã 152 giúp em nè. Mã 152 nha mọi người nha. Mã 152. Ok Lê Nguyễn nè. Một con cổ cao free size nha mọi người nha. Một em cổ cao free size nè. Một em cổ cao free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 142 giúp em. Con này là len lông nha mọi người nha. Đây em này len lông, chốt giùm em mã 142 giúp em. Mã 142 nha mọi người nha. Mã 142 nè. 152 cho Phạm Tú nè. Một em xám cổ cao nha mọi người nha. Con này là hàng của Nam. Em này là của Nam size L nha mọi người nha. Một con hàng hiệu của Nam size L nè. Nu ơi, áo Nam nè, Nu nè. Nu đâu rồi? Free size nha mọi người nha. Của Nam thì free size 60-70kg gì mà cũng được. Chốt cho em mã 313 giúp em. Mã 313 một con của Nam nha. Cả hoa cả chui nha chị Lan Anh. Một con áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt len tâm free size. Chốt cho em mã 310 giúp em. Mã 310 nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt len tâm mã 310 giúp em nè. Chốt giùm em mã 310, một con màu ruốc nha mọi người. Chốt giùm em mã 310 giúp em nè. 313 chị Trần Hương, lên số điện thoại giúp em nè. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha, chị chốt đủ 5 con em đi đơn nè. Con này đẹp vậy mà. Một em khoác nha mọi người nha. Một con khoác cúc nè. Em này 55kg, chốt giùm em mã 304 giúp em. 55kg mã 304 nha. Em này còn nguyên tát nha mọi người nha đây. 55kg mã 304 giúp em nha mọi người nha. Mã 304 nè. Chốt giùm em mã 304 nha. Một con nâu nè. 310 cho Kiều Tiên. Đồng giá 19.000 nha mấy chị ơi. Em có để giá ở ngoài mà mấy chị. Một con ghi lê nha mọi người nha. Một con ghi lê lông. Một con ghi lê lông của Unit Lô. Một em ghi lê lông của Unit Lô nha mọi người nha đây. Em này 50kg nha mọi người nha, chốt giùm em mã 13 giúp em. 304 cho Lê Hoài Lan Anh. Em này 50kg, chốt giùm em mã 113 giúp em nè. Mã 113 nha. Trần Hương, em xin số điện thoại đi chị ơi. Ok Trần Hương nè. Em này free size một con dài nha mọi người nha. Cúc này là cúc gỗ nha. Cúc này là cúc gỗ nha mọi người nha đây. Em này free size nè, chốt giùm em mã 303 giúp em. Free size nha mọi người ơi, chốt giùm em mã 303 giúp em nè. Mã 303 nha mọi người ơi. Mã 303. Mã 303 nè. Một em khoác free size, chốt giùm em mã 278 giúp em. Một em khoác free size mã 278 giúp em. Một con màu xanh đen nha mọi người nha. Mã 278 nè. Em like hai máy mà Trần Hương ơi. Trần Hương vô trang chỉnh của em tiếp thị vintage cho nhanh nha chị. Một em unit low nha mọi người nha đây. Một con unit low. Em này free size nha. Chốt giùm em mã 2, mã 320 giúp em. Em này free size mã 320 giúp em. Một em unit low nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 320. Mã 320 giúp em nè. 303 Phạm Tú cho em xin số điện thoại. 278 lộn, 303 Hà Phạm cho em xin số điện thoại. 278 cho chị Phạm Tú. Một em sọc tiếp theo. Em này là của Gu nha mọi người nha. Một con của Gu nha. Đây, một em của Gu nè.
Em này free size, chốt giùm em mã 321 giúp em. Free size mã 321 nha mọi người nha. 320 của Lăng Anh. Em này free size mã 321 giúp em nè. Mã 321 một con của Vu nha mọi người nha. Mã 321 nè. Chào chị Ảnh Dương nè. Chào Dung Huynh nè. Ok Hà Phạm. Một em này dạng cổ cao nha mọi người ơi. Em này cổ cao đằng sau có 3 cúc nè nha mọi người nha. Em này đằng sau có 3 cúc free size nha. Free size chú giùm em mã 323 giúp em nha. Con này có cầu vai chú giùm em mã 323 nè. 321 của chị Kiều Tiên. Mã 323 giúp em, con này rất là đẹp nha mọi người nha. Đây chốt giùm em mã 323 giúp em. Mã 323 một em màu nu. Mã 323 con này đẹp lắm nè mọi người nha. Mã 323 giúp em nè. Một em hồng, em này free size nha mọi người nha. Em này free size, chốt giùm em mã 315 giúp em. Em này lùng mập nè. Chốt em mã 315 giúp em, free size. Mã 315 nha mọi người nha, một em hồng nè. Mã 315. Ok chị Hà Phạm nha. Một em khoác nha mọi người nha. Một con khoác của Alpha nè. Một con pha khoác nha. Đây. Một em khoác free size. Chốt giùm em mã 277 giúp em nè. Một em khoác free size. Chốt giùm em mã 277 nha mọi người nha. Mã 277 giúp em. Con này nó có túi như thế này nha mọi người. Một con kem free size. Chốt giùm em mã 277 giúp em nha mọi người nha. 323 của Lê Hoài Lan Anh. Chốt cho em mã 277 nha mọi người. Mã 277 giúp em nè. Mã gì Hầu Đinh còn thấy em không? 323 cho Lê Hoài Lan Anh rồi nè. Một em cam free size. Chốt cho em mã 283 giúp em nha mọi người nha. Một con cam free size mã 283 giúp em nè. Mã 283 nha mọi người nha. 277 chị Vũ Thanh Thủy cho em xin số điện thoại. Một em free size nha mọi người nha. Một con hồng rút free size nè. Con này là của HK nha mọi người nha. Của HK nè. Con này free size, chốt giùm em mã 300 giúp em. Free size mã 300 nha mọi người nha. Mã 300 giúp em nè. Mã 300 nha. Hai tám ba cho chị Hà Phạm nè. Một em đỏ nha mọi người nha. Một con đỏ nè. Em này 50kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 652 giúp em. 50kg mã 652 nè. Mã 652 giúp em nha. 19.000 nha chị ơi. Vũ Thanh Thủy lên số điện thoại giùm em đi chị. Một em unit low nha mọi người nha. Đây một em unit low nè. 300 của Kiều Tiên nè. Em like hai máy nha mọi người ơi. Một em unit low cổ sâu nha mọi người ơi. Em này free size. Ngay chỗ này nó bị bụi. Em chưa có giặt ép kiện bị bụi nha. Em sẽ giặt cho mọi người, nếu mà không sạch thì em sẽ bỏ ra nha mọi người nha. Chỉ có 19.000 thôi, em sẽ bỏ ra cho mọi người nha. Ngày mai em sẽ giặt. Free size chứ em mã 650 giúp em. Con này unit low em tiếc quá em phải like cho mọi người, chứ không bình thường là em bỏ rồi. Chú em mã 650 ngày mai em sẽ giặt cho mọi người, nếu không giặt không ra thì em bỏ ra. 19.000 chị ơi. Thanh Thủy lên số điện thoại em mới chốt đơn nha chị ơi. Mọi người lên mã kèm số điện thoại giúp em nè. Con này free size nha mọi người nha. Chú giùm em mã 654 giúp em nè. Một em họa tiết nha. Free size mã 654 giúp em nha mọi người nha. Mã 654 giúp em. 650 của Diệu Anh Nguyễn Hoàng nè. Free size chú cho em mã 654 nha mọi người nha. Mã 654 giúp em nè. Chào Puka Heo nè. Một em lên tâm nha mọi người nha. Một con lên tâm áo giữ nhiệt lên tâm 50kg chú giùm em mã 647 giúp em. Một em lên tâm 50kg nha mọi người nha. 50kg chú giùm em mã 647. Mã 647 giúp em 50kg nè. Ok Thanh Thủy nè. Một em khoác xám nha mọi người nha. Một con của Gu. Một em khoác xám của Gu nha mọi người nha. Đây 647 của chị Kiều Tiên nè. Em này free size chú giùm em mã 645 giúp em. Một em Gu free size mã 645 nha mọi người nha. Cụ Gu đẹp nè mọi người nè. Mã 645 giúp em. Mọi người chốt đủ 5 con inbox giùm em nha mấy chị. Một em lên lông hồng nha mọi người nha. Một con hồng nè. Em này free size cổ cao. Em này cổ cao free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 644 giúp em. Mã 644 nha mọi người nha. Mã 644 giúp em. Một em cổ cao nè. Mã 644. 645 cho Puka Heo nè.
Một em đầm nha mọi người nha, một con đầm nè, một con đầm body 50kg chú giùm em mã 205. 50 55kg vừa mã 205 giúp em. Một con đầm nha, mã 205 nè. Một con kem của Rob nha mọi người nha, đây một con kem của Rob size 38. Một con kem của Rob size 38. Size 44 của chị Kiều Tiên. Em này free size size 38 nha mọi người, chốt cho em mã 22 giúp em. Mã 22 giúp em, một con của Rob mã 22 nha mọi người nha. Mã 22 giúp em nè. Thế Thiên Thanh nè, Thiên Thanh vô bay em đi cho nhanh chị. Một em tím và free size luôn, chốt giùm em mã 206. Một em tím free size mã 206 giúp em nè. Mã 206 nha mọi người nha. Mã 206 giúp em, một con tím mã 206. 22 cho Kiều Tiên nè, chào Quỳnh Nguyễn nè. Một con của Ozok nha mọi người nha. Một con hàng hiệu nè, của Ozok nè. Con này size 38 luôn nha mọi người nha, bằng con Rob hồi nãy nha. À, con này khoảng tầm 58kg đổ lại vừa. Chốt giùm em mã 646 giúp em. 58kg đổ lại vừa mã 646 nha mọi người nha, mã 646 nè. 206 cho Vũ Thanh Thủy nè. Một em ghi lê nha mọi người nha, một con ghi lê hàng hiệu nè. Một em ghi lê hàng hiệu nha mọi người nha. 646 của chị Hoa Hồng Nữ nè. Đây, một con hàng hiệu rất là đẹp nha mọi người nha. Em này mặc được hai mặt luôn, mặt trong mặt ngoài đều mặc được hết nha mọi người nha. Đây, con này mặt trong mặt ngoài đều mặc được hết nha mọi người nha. Con này 50-55kg, chốt giùm em mã 117 giúp em. 50-55kg mã 117 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 117 nha mọi người nha, rất là cưng. Mã 117 giúp em nè, mã 117 nha. Em này free size nha mọi người nha, một con nhiều màu nè. Em này free size nha, chốt giùm em mã 221 giúp em nè. Free size mã 221 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 221 nè. 117 cho Quỳnh Phạm nè. Một em sọc free size nữa nha mọi người ơi. Con này form rộng mọi người mặc với quần legging nha. Free size, chốt giùm em mã 220 giúp em. Free size mã 220 giúp em nha mọi người nha. Mã 220 nè. Một em khoác giày của Hát Anh Em nha mọi người nha. Đây, một em khoác giày của Hát Anh Em nè. Em này free size, chốt giùm em mã 219 giúp em. Free size mã 219 nha mọi người, một con của Hát Anh Em mã 219 giúp em nè. Mã 219 này ít laptop lắm chị Hồng Mận ơi. Máy chị Nguyễn Phương hơi chậm nè. Em này free size nha mọi người, size 46 free size, chốt giùm em mã 215 giúp em. Free size mã 215 nha mọi người nha. Mã 215 nè. 221 của chị Hà Phạm. Em này 50-55kg nha mọi người nha. Một con vàng 50-55kg, chốt giùm em mã 218 giúp em. 50-55kg mã 218 giúp em. Một con vàng nè, mã 218 nha. 21 Quỳnh nè. Một em Indigo nha mọi người nha. Một con Indigo, con này là dòng của H&M đó. Một con Indigo nè đây. Một cái nhãn của brand H&M nha. Con này free size nha mọi người nha. Một con đỏ free size, con này rất là dài. Con này là gần như là lên vạn thần nhờ nha mọi người nha. Chốt em mã 159 giúp em. Mã 159 nha mọi người nha. Mã 159 free size, mã 159 nè. Mọi người đủ 5 con nhớ em bóp giùm em nha mấy chị. Một em hàng hiệu nha mọi người nha. Một con hàng hiệu vàng nè đây. Một em hàng hiệu vàng, em này free size, chốt giùm em mã 153 giúp em. Free size mã 153 nha mọi người ơi đây. Free size mã 153 giúp em, một con vàng nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 153 nè. 159 cho Dung Huỳnh nè. Một con đỏ rượu nha mọi người ơi, một con lên tâm nha. Con này là form body 55kg mặc vừa, chốt giùm em mã 171 giúp em. 55kg vừa mã 171 giúp em nha mọi người nha. Mã 171 nè. 153 của chị Huyền Trâm. Trời ơi con này đẹp nè mọi người ơi. Angelina nhìn. Em này free size nha mọi người nha. Ở trên này không có lông, còn dưới này là lông nha mọi người nha. Ở dưới này là lông. Em này free size, chốt giùm em mã 158 giúp em. Chào chị Thiện Thùy nè, Thiện Thùy vô bay em đi Thiện Thùy ơi. Free size mã 158 giúp em nha mọi người ơi. Mã 158 nè. Chốt giùm em mã 158.
Thiện Thùy chốt thêm thì em dùng đơn nha nè. Một em xanh cổ cao free size nha mọi người nha. Một em xanh cổ cao free size này, chốt giùm em ạ, 157 giúp em. 158 cho Kiều Tiên. Free size chốt giùm em ạ, 157 này nha mọi người nha. Mã 157 giúp em nè. Mã 157. Chị Nghi Võ, chị cứ lên mã trước, lên số điện thoại sau cho nhanh chị. Em này free size luôn nha mọi người nha. 171 chị Hậu Dinh, lên số điện thoại giùm em nè. Em này free size chốt giùm em ạ, 169 giúp em. Hậu Dinh lên số điện thoại giúp em nè. Con này nó hơi kỳ kỳ. Free size chốt em ạ, 169 giúp em nha mọi người nha. Con này nó bị lệch như này nha mọi người nha. Một bên cổ nó bị lệch như này. Chốt giùm em ạ, 169 nè. Mã 169 giúp em. 157 cho Vũ Thanh Thủy nè. Bên em không hỗ trợ kiểm hàng nha mọi người, lưu ý giúp em nè. Chào chị Nguyễn Úc. Một em màu nâu free size của Indigi nha mọi người nha đây. Một con của Indigi nè. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 168 giúp em. Free size mã 168, một con nâu nè. Mã 168 nha. Chào Hera nè. Một em dáng dài nha mọi người ơi, một em dáng dài free size luôn. Chốt giùm em mã 170 giúp em nè. Mã 170 free size nha. Mã 170. Một số 8 chị Lương Thế Linh cho em xin số điện thoại. Một em lép xin nha mọi người nha. Một con lép xin nè. Một con hàng hiệu nha mọi người đây. Em này free size luôn nha mọi người nha. Free size chốt giùm em mã 92 giúp em. Mã 92 nha mọi người nha. Free size mã 92 giúp em nè. Mã 92. Một em trắng kem chốt giùm em mã 91. Một con trắng kem 55-58kg vừa, chốt giùm em mã 91 giúp em. 55-58kg vừa, mã 91 nha mọi người nha. Mã 91 giúp em nè. Một con áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Em này 50kg thôi mọi người. Chốt giùm em mã 90. 50kg mã 90 giúp em. Một em áo giữ nhiệt len tâm. Mã 90 giúp em nha mọi người nha. Mã 90 nè. 92 cho chị Trần Hương nè. Một em gáp size S nha mọi người nha. Một em gáp size S nè. Một em gáp size S nha mọi người nha đây. Em này 50-55kg nha mọi người nha. Trần Hương nãy có con nào chưa chị ơi, cho em xin số điện thoại nha. Em này 50kg thôi mọi người ơi. Gáp 50kg thôi. Chốt giùm em mã gáp giúp em. Mã gáp nha mọi người nha. Mã gáp giúp em nè. 91 của chị Vũ Thanh Thủy. Một em free size nha mọi người nha. Một con free size nè. Con này của Gu size L. 90 của Lê Quang Tuấn Anh nè. Một em Gu size L nha mọi người nha đây. Một con Gu size L nè đây. Em này free size nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mã 86 giúp em. Ok Trần Hương. Mã 86 nha mọi người nha. Mã 86 giúp em. Một con của Gu size L free size. Con này mọi người mặc với lại mang bốt, mặc với quần legging đẹp nha. Giáp của Lê Quang Tuấn Anh nè. Một em dáng dài nha mọi người ơi, form body dáng dài nha. Em này 50kg, chốt giùm em mã 122 giúp em. 50kg mã 122 nha mọi người nha. Mã 122 giúp em nè. Một em của ớt nha mọi người nha đây. Một em của ớt nè. Một em của ớt nha mọi người nha đây. Em này free size nha. 86 của chị Lương Thế Linh nè. Em này free size, chốt giùm em mã 113 giúp em. Mã 113, một con của ớt nha mọi người nha. Mã 113. 86 cho Lương Thế Linh nè. Chốt chắc giùm em nha mọi người ơi. Em này free size nha mọi người ơi. Con sáng free size, chốt giùm em mã 114 giúp em. Một con sáng free size, chốt giùm em mã 114 nha mọi người nha. Mã 114 giúp em. Của con Maxi nha mọi người nha. Mã 114 nè. 113 của Kiều Tiên nè. Một em len vặn thừng nha mọi người nha. Trời đất ơi, mua cái con này phải nói là chết phát ngất luôn mọi người ơi. Đây. Con này free size, chốt giùm em mã 12 giúp em. Free size mã 12 nha mọi người nha. Mã 12 giúp em nè, con len vặn thừng nè. Mã 12. 112 của chị Hậu Đinh nè. Trời ơi, một con quả tiết nè mọi người ơi. Một con quả tiết hàng hiệu nè. Con này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 115. Free size mã 115 giúp em nè. Chất chưa mọi người nè. Chất phát ngất luôn. Mã 115 giúp em.
12 của Dung Huỳnh nè. Em này free size nha mọi người nha. Con này free size nè. Chốt giùm em mã 109 giúp em nha mọi người nha. Mã 109 nè, đẹp chưa? Em này free size mã 109 giúp em. 115 cho Quỳnh Phạm. Free size mã 109 nha mọi người nha. Mã 109 giúp em nè. Một con vàng nha mọi người nha. Một em vàng free size nè. Một em vàng free size nha. Chốt giùm em mã vàng giúp em nha mọi người nha. Con tay bự nè. Free size chốt giùm em mã vàng nè. Mã vàng giúp em. 109 của chị Thiện Thùy nè. Một em màu cốm nha mọi người nha. Một con cốm. Con này 55-58kg vừa. Chốt cho em mã 88. Mã 88 giúp em. Con này lên đã lắm mọi người ơi. Con này rất là mềm. Đã lắm. Chốt giùm em mã 88 giúp em nè. Mã 88 nha. Vàng của chị Ánh Dương nè. Một con bẹt vai như thế này nha mọi người ơi. Của hiệu Pumpkin nha mọi người nha. Con này 50kg của Pumpkin nè mọi người ơi. Tay bo như thế này 50kg nha. Chốt giùm em mã 649 giúp em nè. Chốt giùm em mã 649 nha mọi người nha. Mã 649 con này 50kg rồi mọi người ơi. 88 cho chị Thiện Thùy. Một em cổ như thế này nha mọi người nha. Con này 55kg. Em này phải 50-55kg mặc mới đẹp nha mọi người nha. Chốt giùm em mã hồng. 50-55kg mã hồng giúp em nè. Mã hồng giúp em nha. Mọi người chốt chắc giùm em, chốt đủ 5 con em đi đơn nha. Một con hàng hiệu của Sen nè mọi người nè. Một em của Sen nha. 649 cho Dung Huỳnh nè. Em này 55kg nha mọi người nha. Em này 55kg quay đầu, chốt giùm em mã xanh giúp em. 55kg quay đầu mã xanh nha mọi người nha. Mã xanh giúp em. Một con sọc của Uniqlo nè mọi người. Một con sọc của Uniqlo size M. Nhưng mà là free size của Việt Nam mình đó. Bự nha. Em này free size nha. Chốt giùm em mã sọc giúp em. Free size chốt giùm em mã sọc nha mọi người nha. Mã sọc giúp em nè. Mã sọc nha. Hồng cho Dung Huỳnh nè. Xanh của chị Trần Hương. Một em Choco Graphic nha mọi người nha. Một con len lông của Choco nè đây. Một em len lông của Choco. Em này free size chốt giùm em mã len lông giúp em. Chốt giùm em mã len lông đi mọi người. Mã len lông giúp em. Mã len lông nha. Mã len lông giúp em nè. Em này free size nha mọi người. Một con free size nha. Sọc của chị Dung Huỳnh nè. Em này free size chốt giùm em mã 874 giúp em. Mã 874 giúp em nha mọi người ơi. Mã 874 của em free size nè. Sọc cho Dung Huỳnh rồi ạ. Một em áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt 55kg vừa. Chốt giùm em lên lông của Quỳnh Phạm. Em này giữ nhiệt chốt giùm em mã nâu giúp em nha mọi người nha. Mã nâu giúp em nè. Mã nâu form body. Chị Nguyễn Úc ơi, máy chị hơi chậm á, chị cứ lên đi chú em ưu tiên nha. Một con của Gu nha mọi người nha. Một con của Gu size XL. Một con của Gu size XL nha mọi người nha đây. Con này free size chốt giùm em mã 341 giúp em nha. Một con của Gu mã 341 giúp em nha mọi người nha. Mã 341 nè. Mã 341 giúp em. Đồng giá 19.000 nha mọi người ơi. 5 con đi đơn ạ. Bên em không hỗ trợ xem hàng trước khi thanh toán nha mấy chị. Lưu ý giúp em. Một em khoác free size chốt giùm em mã 2 mã 264 giúp em. Một em khoác free size mã 264 nha. 874 chị Nguyễn Úc cho em xin số điện thoại. Em thấy Hương Mai nè. Nâu của chị Hậu Đinh. Một em khoác free size mã 264 giúp em nha mọi người nha. Mã 264 giúp em nè. Nên lông chốt rồi chị Trinh Phan ơi. Chào Trang Trang Lê nè. Con này là một con made in Italia nè mọi người nè đây. 341 của chị Vũ Thanh Thủy. Ship 35.000 toàn quốc nha mọi người nha. Lên nặng cho nên là ship 35.000 nha mọi người nha. Em này 50-55kg nha mọi người nha. Một con của Ý chốt cho em mã 657 giúp em. Mã 659 giúp em. Mã 659 nha mọi người nha. Mã 659 nè. 264 cho Vũ Thanh Thủy nè. Nguyễn Úc cho em xin số điện thoại đi chị.
Một em áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt nè. 659 của chị Trần Hương nè. Một em áo giữ nhiệt đỏ nha mọi người nha. Em này 50-55kg nha mọi người. Chốt giùm em mã 164 giúp, à mã 165 giúp em. Mã 165 nha mọi người nha. Mã 165 con này hiện hò lắm. Con nó có cái khóa kéo ở đây nha mọi người, kéo ra. Chốt giùm em mã 165 giúp em nè. Trời ơi, một con tâm mì nha mọi người nha. Một con tâm mì nè. Con này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 146 giúp em. Con này free size mã 146 giúp em một con tâm mì nha mọi người ơi, mã 146 nè. Một con khoác choàng boho nha mọi người nha. Đồng giá 19.000 nha chị Canh Ngốc. Một em khoác choàng boho free size, chốt giùm em mã 261. Mã 261 giúp em một con choàng free size. Cái này mọi người có thể cài được hai chỗ nha. 165 cho Dung Huỳnh. Free size chốt cho em mã 26. Mã 261 giúp em nè. Con này dễ thương nè mọi người. 146 của chị Kiều Tiên nè. Ui, chị Tiên ơi, con này dễ thương nè chị Tiên nè. Mã 261 giúp em nha mọi người nha. Mã 261 nè. Nóng quá. Em mặc cái này ở đây nóng quá. 261 của Kiều Tiên nè. Chào Trang Đài. Mọi người có còn ai chưa đủ 5 con hoặc là hồi chiều chưa đủ đơn không mọi người ơi? Để em chốt cho đủ đơn nè. Em này free size nha mọi người nha. Một em này giống giống hết đi nha mọi người nha. Free size có mũ nè. Họa tiết thổ cẩm nha mọi người nha. Em ở Bình Phước chị ơi. Chốt giùm em mã thổ cẩm giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã thổ cẩm nè. Mã thổ cẩm giúp em nè. Dạ bên em làm chưa có kịp đó chị ơi. Mai nha bên em sẽ dùng đơn hôm nay cho mọi người. Ngày mai đi luôn một thể nha. Một em vô nếp lô nha mọi người nha đây. Một em lên lông hồng vô nếp lô nha mọi người nha. Em này 55kg chốt giùm em mã 200 giúp em. 55kg mã 200 giúp em nè. Mã 200 nha. Chưa có mã đâu. Mã gì? Thổ cẩm. Ok Lương Thế Vinh nè. Em này free size chốt giùm em mã 117 giúp em một con xanh cốm nha mọi người nha. Free size chốt giùm em mã 117 giúp em nè. Một con khoác cốm nha mọi người ơi. Free size mã 117 giúp em. Mã 117 nè. Thổ cẩm chị Khánh Ly lên số điện thoại giùm em nè. Mọi người chốt cho em xin số điện thoại nha. Một con cardigan nha mọi người nha. Một con cardigan không có túi nè. Hai trăm của chị Kiều Tiên. Em này free size nha mọi người. Chốt giùm em mã 208 giúp em. Một con cardigan không có túi nha. Chốt giùm em mã 208 giúp em nè. Mã 208 nha. 117. 117 cho Nguyễn Thị Ngọc Thu. Một con gu nha mọi người nha. Một con gu free size nè. Một em gu free size nha mọi người nha đây. Một em gu free size nha đây. Em này free size. Chốt giùm em mã 271. Mã 217 giúp em. Một con gu free size chốt giùm em mã 271 nha mọi người nha. Mã 271 giúp em nè. 208 của chị Diệu Anh nè. Em này free size luôn, chốt giùm em mã 205. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 205 giúp em nè. Mã 205 nha mọi người. 208 của Diệu Anh rồi nè. Rồi Nguyên lên đi chị Nguyên ơi. Chị Khánh Ly cho em xin số điện thoại nè. Một em hát anh em nha mọi người nha. Một con hát anh em nè. Một con hát anh em. Con này là của UK nha mọi người nha đây. Một em hát anh em. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 201 giúp em nè. Free size mã 201 giúp em. Mã 201 nha mọi người nha. Chốt cho em mã 201. 205 của Khánh Ly nè. Một em khoác Indigo nha mọi người nha. Một con của Indigo là một con phân, một con là một con của thuộc brand của H&M nha mọi người nha. Con này free size. Free size chốt giùm em mã 268 giúp em nha mọi người ơi. Free size mã 268 nè. Free size mã 268 giúp em nha mọi người, mã 268.
Cô con của Vu đẹp vậy mà Mai lấy hả? Nó là 271 hay 217 chị? 217. Chị đọc nhầm gì không? Em thấy của chị lên 271. Một con khoác của Vu nè mọi người ơi. Một con khoác của Vu hồi nãy nè, không ai chốt hả? Chốt cho em mẹ 217 giúp em nha. Một con của Vu nè. Chốt cho em mẹ 217 nha mọi người đây. Mẹ 217 giúp em nha mọi người nha. Con này của Vu khoác free size mẹ 217 nè. Mẹ 217 giúp em. Không thấy luôn á chị Quỳnh ơi. 217. 217 của Kiều Tiên rồi nè. Em kéo lại em thấy chị Kiều Tiên lên rồi nè. Ôi dồi. Con này free size nha mọi người nha. Một con cardigan ngắn nè. Một con cardigan ngắn free size. Chúc cho em mã 266 giúp em. Mã 266 nha mọi người nha. Một con cardigan ngắn 201 của chị Nguyễn Nguyên nè. Em cardigan ngắn chúc cho em mã 266 giúp em nè. Mã 266 nha mọi người nha. Mã 266 giúp em một con cardigan ngắn nè. 201 cho Nguyễn Nguyên rồi nha. Chào chị Thanh Trúc nè. Một con đẹp nha mọi người ơi. Một em của Uniqlo nè. Một con khoác của Uniqlo mới tinh nha mọi người nha đây. Bực bội đó. Một con khoác Uniqlo free size. Chê sao mình nhìn được. Từ từ. Con này free size nha mọi người nha. Một con khoác free size nè. 268 của Lê Quang Tuấn Anh. Trời mệt quá. Đây bỏ vô đây. Free size chốt giùm em mẹ 265 giúp em. Mã 265 nha mọi người nha. Của Uniqlo. Mã 265 giúp em. Một con thổ cẩm khoác nè. Chốt giùm em mã 265 nha mọi người nha. Mã 265 giúp em. 266 cho Khánh Ly nè. Một con American Hole nha mọi người nha. Holy 265. 265 của chị Ken Ngốc nè. Em này free size, chốt giùm em mã 147 giúp em nha mọi người nha. Một con free size, chốt giùm em mã 147. Mã 147 giúp em nè. Mã 147 nha. Ken Ngốc lên số điện thoại đi chị ơi. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Nguyên. Con này 50kg nha mọi người nha. Một em ánh kim 50kg của Tokyo nè mọi người nè. Đây 47 của Quỳnh Phạm nè. Tokyo nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 267 giúp em. 50kg mã 267. Cảm ơn chị Nguyên nhiều nha. Em còn một kiện nữa mà em chưa kịp bán luôn á. Để hôm nay em lên shop cho mọi người. Valentine sale là đồ. Em này free size nha mọi người nha. Em tưởng là của Valentino chứ nó là Valentine sale. Không biết có bà con gì với Valentino không nữa. 267 của chị Ánh Dương. Em này free size nè mọi người ơi. Chốt cho em mã 655 giúp em. Free size mã 655 nha mọi người ơi. Một em lịch sự nè. Mã 655 giúp em nè. Mấy hôm nữa lên shop nha chị Hằng Nguyễn. Em này free size luôn nha mọi người nha. Chốt cho em mã 65 giúp em. Free size mã 65 nè, mã 65 giúp em. Không có sỉ nữa nha chị ơi, 665 cho Khánh Ly nè. Trời ơi, một con ghi lê đẹp nè mọi người ơi, Lan Anh đâu. Ghi lê đẹp, free size, chốt cho em mã 663 giúp em. Một con ghi lê đẹp nha mọi người ơi, theo đẹp chưa. Chốt cho em mã 663, mã 663 giúp em nè. 665 cho Khánh Ly rồi nè. Một con trắng nha mọi người nha, một con trắng của em Moda. Một con trắng của em Moda nha mọi người nha đây. Cái dòng này mọi người hơi khó thấy một chút. Ít thấy nó nhưng mà nó rất là chất nha mọi người nha. 665 của Khánh, 65 cho Khánh Ly luôn nha. Con này free size, chốt giùm em mã 662 giúp em nè. Free size mã 662, một con trắng. Mã 662 giúp em. Bên em không có sỉ nữa nha mấy chị ơi. Giá này đâu không có sỉ nữa đâu nha. Trời, giá này tụi em lỗ sắp mặt. Còn phải bù ship nữa, sỉ không nổi nha mọi người nha. 663 của chị Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Một em áo giữ nhiệt của Uniqlo size XL nha mọi người nha đây. Một con áo giữ nhiệt của Uniqlo size XL. Con này free size, chốt giùm em mã 660 giúp em. Free size mã 660 giúp em nè. Một con ghi lê nha mọi người nha. Một con ghi lê
cúc này là cúc gỗ nha. Free size chứ cho em mã 206 giúp mã 207. Free size mã 207 giúp em nha mọi người nha. Con này rất là đẹp. 662 cho Diệu Anh Nguyễn Hòa. Mã 207 giúp em. Trời ơi mọi người coi nè, khoe một tí nha mọi người nha. Mọi người coi con đỏ nè. Đẹp chưa? Nó pha nè mọi người nè. Nó pha sợi đỏ nha. Con này siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Mai mốt dòng siêu phẩm của em nó toàn vậy thôi. Chú nha mã 207, mã 207 giúp em nè. Có chị nào chưa đủ đơn không mọi người ơi? Em này 50kg nha mọi người nha. 207 Nguyễn Ngọc cho em xin số điện thoại 660 của chị Nguyễn Nguyên. 50kg chú giùm em mã 204 giúp em nha. 50kg mã 204 giúp em nè. Dưới này là viền chân thổ cẩm nha mọi người nha. Đây, chốt giùm em mã 204 giúp em. Mã 204 nè. 660 cho Nguyễn Nguyên. Ok Nguyễn Ngọc nè. Một em khoác dáng dài. Con này mọi người làm đầm được luôn nha mọi người nha. Con này làm đầm được nha mọi người nha. Đây, em này 50-55kg nha mọi người nha. Làm đầm làm khoác được. Chốt giùm em mã 214 giúp em. Của Lori Farm nha. Con này là của Lori Farm nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 214. Mã 214 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 214 nè. 204 cho chị Trần Hương nè. Em này free size. Chốt giùm em mã 216 giúp em nè. Em này free size mã 216 giúp em nha mọi người nha. 214 của chị Phương Dung. Em này free size chú cho em mã 216 nha mọi người nha. Mã 216 giúp em. Trời ơi con này đẹp quá nè mọi người nè. Một con hàng hiệu mà ở trong này nó còn có một cái lớp lót nữa nha mọi người nha. Con này mặc siêu ấm. Free size chú cho em mã 210. Free size mã 210 giúp em nha mọi người nha. Free size mã 210 nè. Rồi Trần Hương em bóp cho em đi chị ơi. Một con free size nha mọi người nha, một con free size. Con này 216 cho Trang Trang Lê. Con này sẽ như thế này nha mọi người nha. Con này sẽ như thế này, mọi người phải mặc một cái áo ở trong nha mọi người nha. Con này free size. Trang Lê cho em xin số điện thoại đi chị. Trời ơi con này là của Lori Farm luôn nha mọi người nha. Mới tinh tình rất là sạch đẹp luôn á. 210 cho Lê Huỳnh Thanh Trúc. Free size chú giùm em mã 208 giúp em. Free size mã 208 nè. Mã 208 giúp em nha. Mã 208. Mọi người đủ đơn inbox giùm em nha mọi người ơi. Lê Huỳnh Thanh Trúc cho em xin số điện thoại đi chị. Trời ơi, Baganska nè mọi người, một con của Baganska. Con này cùng một friend với Balenciaga. Balenciaga, trời đất ơi. Em quên, cái friend này rất là nổi tiếng nha mọi người nha. Đây một con cardigan nè. Free size chốt giùm em mã 211 giúp em. Mã 211 giúp em nha. Đây một con friend trùng, nó là thương hiệu con của Balenciaga nha mọi người. Chú cho em mã 211 giúp em nè. Mã 211. Một con hàng hiệu của Row nha mọi người nha. Một con của Row nha mọi người nha. Đây mọi người yên tâm, ngày mai em còn một ngày nữa chắc mới hết á. Em có khoảng mấy ngàn con. Nhiều lắm. 208 cho Trang Đài nè. Thế đây là em không bao giờ like lại, mọi người yên tâm. Nhiều lắm. Free size, chốt giùm em mã 257 giúp em nè. Một con free size, chốt cho em mã 257 nha mọi người nha. Free size mã 257 giúp em. Mã 257. 211 của chị 211 của chị Khánh Ly. Một em xám cổ cao free size nha mọi người nha. Một em xám free size, chốt cho em mã 209 giúp em. Free size mã 209, một con xám mã 209 nè. Thấy Lan Anh nè. Một con của ớt nha mọi người nha, một con kem của ớt nè. Đây 257 cho Lê Huỳnh Thanh Trúc. Một con của ớt free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 212 giúp em. Free size mã 212, một con của ớt mã 212 giúp em nè. Một con khoác dài nha mọi người nha. Một con khoác dài free size, chốt giùm em mã 213. Một con khoác dài free size, mã 213 giúp em nha mọi người nha. Free size chốt cho em mã 213. Mã 213 giúp em, một con khoác dài nè. Mã 213 giúp em. 212 của Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Một con khoác nha mọi người nha.
của EV nha mọi người nha. Một con đỏ, một con khoác lông nha. Một con khoác lông đỏ nè. Em này free size chứ giùm em mã đỏ giúp em. Một con khoác lông đỏ free size mã đỏ giúp em nha mọi người nha. Mã đỏ nè. Mã đỏ giúp em nè. Cho em đọc lộn nó trang đài. Em này 50-55kg chốt giùm em mã 8-30 giúp em. Áo đỏ chốt rồi nha chị ơi. 213 cho Thanh Trúc nè. 50-55kg chốt giùm em mã 8-30 giúp em nè. Một con áo nha mọi người nha. Mã 8-30 giúp em. Mã 8-30 nè. Một con của gu nha mọi người nha. Một con kem của gu vải dày nè. Một con căng kem của gu nha. Đỏ của Trang Trang Lê nè. Đây một con của gu màu kem nha mọi người nha đây. Em này free size chốt giùm em mã 837 giúp em. Free size mã 837 nha mọi người nha. Mã 837 giúp em nè. Có thể chị Quỳnh Nguyễn nè. 830 Hằng Nguyễn cho em xin số điện thoại ạ. Một em của gu tiếp tục. Một em của gu và free size nha mọi người nha. Một con của gu free size nè. Một con của gu nữa nha mọi người nha. Đây con này là màu xanh đen nha mọi người nha. Free size chốt giùm em mã 838 giúp em. Free size mã 838 nha mọi người nha. Mã 838 nè. Ủa, chị đọc 837 hả? Ừ đúng rồi đó. Một con khoác dài nha mọi người nha. 837 của Cindy Asa nè. Em này 50-55kg nha mọi người nha. Con này còn mới chốt giùm em mã 08 giúp em. Một con khoác dài mã 08 giúp em nha mọi người ơi. Có khoác nè. Chốt giùm em mã 08 giúp em. Mã 08 nha. Một em khoác trắng free size chốt giùm em mã 803 giúp em. Một em khoác trắng free size mã 803 giúp em nè. Mã 803 Lan Anh sao? 838 Quỳnh Nguyễn cho em xin số điện thoại đi ạ. Bây giờ vắng rồi đó Lan Anh nè. Chốt đi. Vắng rồi nè. Free size chốt giùm em mã 803 giúp em. Một con trắng nè. Mã 803 nha. 08 của Phương Dung nè. Một em cardigan hồng nha mọi người nha. Một con cardigan hồng nè. Chốt giùm em mã cardigan. Chốt giùm em mã cardigan nha mọi người nha. Mã cardigan giúp em. Con này 50-55kg. Mã cardigan giúp em nè. Thấy Cindy Asa nha. Vừa chốt với Cindy một con đó chị. Mọi người lên đủ 5 con em đi đơn nha. Một con choàng vàng. Con choàng vàng nè. Em thấy hoa hồng nữ nè. Một con choàng vàng nha mọi người nha. Con này free size chốt giùm em mã vàng giúp em đi. Một con choàng vàng free size mã vàng giúp em nè. Cardigan đó chị. Ừ. Một con choàng vàng nha mọi người ơi. Free size chốt giùm em mã vàng giúp em nha mọi người nha. Mã vàng. Cardigan của Lê Hoài Lan Anh. Chốt giùm em mã vàng giúp em nha mọi người nha. Mã vàng nè. Bộ tưởng Lan Anh không thích thường chứ. Đúng. Đang không thích thường mà em. Một con đầm của ếch nha mọi người nha. Một con đầm của ếch. Con này dưới 1m6 mặc đầm. Còn nếu mà trên 1m6 thì mặc áo giấu quần giúp em nha mọi người nha đây. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 817 giúp em. Vàng của Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Mã 817 giúp em nha mọi người nha. Mã 817 nè. Một em áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt 50-55kg chốt giùm em mã 836 giúp em. Một em áo giữ nhiệt 50-55kg mã 836 nha mọi người nha. Mã 836 giúp em nè. 838 Quỳnh Nguyễn lên số điện thoại. Chị ơi không em chốt cho chị khác nè. Dạ Lan Anh. 836 của Khánh Ly nè. Em này free size nha mọi người ơi. Một con khoác lạ nè. Em này free size nha. Có chị nào chưa đủ đơn không mọi người ơi? Chốt giùm em mã 258 giúp em. Em này free size mã 258 giúp em nha mọi người nha. Mã 258 giúp em nè. Mã 258. Em thấy số Quỳnh Nguyễn đây nè. Em này 50kg chốt giùm em mã 259 giúp em. Một con crop top màu xanh. 50kg mã 259 giúp em nha mọi người nha. Mã 259 giúp em nè. Em này free size chốt giùm em mã 262. 258 cho Quỳnh Nguyễn nè. Em này free size mã 262 giúp em nha mọi người nha. Ê, free size chốt giùm em mã 262. Mã 262 giúp em. Một con này là
259 của Huyền Trâm. Em này làm khoác làm áo được nha mọi người nha, mã 262 giúp em nè. Hai sáu hai của Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Em này free size một em, trời ơi. Con dịch thay thiên nghe gì nè mọi người, cưng chưa? Free size chút cho em mã 229 giúp em nè. Mọi người còn ai chưa đủ đơn không em ưu tiên nè. Free size mã 229 giúp em nha mọi người nha, mã 229 nè. 229 của Cindy Asa. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha mọi người, lưu ý giúp em. Chào chị Hải Kim nè. Một con khoác hàng hiệu của Up Boy nha mọi người, ra đây. Một em hàng hiệu của Up Boy nha. Em này free size. Con này free size. Chốt giùm em mã 823 giúp em nha mọi người nha. Có logo của nữ thần tự do đây nha mọi người nha. Free size. Chốt giùm em mã 823 giúp em nè. Mã 823 nha mọi người ơi. Mã 823. Ok, Hằng Nguyễn nè. Hằng Nguyễn biết trăng lên nè. Em này free size, chốt giùm em mã 123 giúp em nha mọi người nha. 823 của Cindy Asa. Em này free size, chốt giùm em mã 123 giúp em. Mã 123, con này rất là đẹp nha mọi người nha đây. Chốt giùm em mã 123 giúp em, mã 123 nè. Mọi người cứ lên em ưu tiên nha mọi người. Mục 23 của Cindy Asa nè. Một em cổ cao nha mọi người nha. Một con cổ cao, con này free size nha. Chào chị Trần Minh. Em này free size, chốt cho em mã 125 giúp em nha. Hello chị Trần Minh, lâu quá luôn rồi đó. Free size, chốt cho em mã 125. Mã 125 giúp em nè. Một con unit low nha mọi người nha. Một con unit low nè. Đây. Một em unit low nha mọi người nha. Em này free size, chốt cho em mã 126 giúp em. Một con unit low, mã 126 giúp em nha mọi người. Mã 126 nè. Dạ xin đi. Trời ơi. Con này áo gác kít nha mọi người nha. Em này áo gác kít dành cho những bé khoảng 30kg. Nhà chị nào có bé 30kg một con gác kít, trai gái mặc được. Chốt giùm em mã 132 giúp em. Mã 132 nha mọi người nha. Mã 132 một con gác kít. 126 chốt cho chị Trần Minh nè. Một em gác kít nè nha mọi người ơi. Em này 30, bé nào khoảng 30kg mặc vừa. 30kg nha. Em này free size, chốt giùm em mã 807 giúp em. Một con khoác free size nè. Chốt giùm em mã 807 giúp em nha mọi người nha. Tay như thế này. Chốt giùm em mã 807 nè. Mã 807 giúp em nè. 132 cho Khuê Phan nè. Khuê Phan em dùng đơn luôn nha chị. Em này free size, chốt giùm em mã 814 giúp em. Một con khoác nha mọi người nha. Con khoác. Con khoác lao áo gì cũng được nha mọi người, dành cho những cụ lớn tuổi nha. Free size chú cho em mã 814 giúp em nè. Mã 814 con này rất là đẹp nha mọi người ơi. Chú cho em mã 814 nè. Tám một bốn của Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Một con áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt len tâm nè. Một con áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Con này là của Gu. Một con của Gu nha mọi người ơi. 50kg. Một con của Gu nha mọi người, một con giữ nhiệt lên tâm của Gu 50-55kg. Chốt giùm em mã xanh giúp em nha mọi người ơi. Một con xanh rêu nè, mã xanh giúp em. Chị Thanh Trúc hình như đủ đơn rồi đúng không chị? Con này free size nha mọi người nha. Một con xanh free size nè mọi người. Chốt giùm em mã 887 giúp em. Free size mã 887 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 887 nè, mã 887. Xanh của chị Ánh Dương nè. Một em sọc của Cinema nha mọi người nha. Một con của Cinema Club mà mình xài hàng Nhật mình rất hay thấy. Con này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã sọc. Free size chốt giùm em mã sọc giúp em nha mọi người ơi. Một con xanh nè. Chốt giùm em mã sọc giúp em. Trời, một con sọc chứ không phải vô xanh. 887 cho Khánh Ly nè. Một con Active USA nha mọi người ơi. Một con Active USA nè mọi người nha. Đây. Con này free size, chốt giùm em mã trắng giúp em đi mọi người ơi. Vừa mới ủi xong chưa làm mã.
Freeza chốt cho em mã trắng giúp em nha mọi người nha. Coi tay viền nè mọi người nha. Chốt cho em mã trắng giúp em. Mã trắng nha mọi người nha, mã trắng giúp em. Sập Trần Hải Kim lên số điện thoại giùm em nè. Một con áo giữ nhiệt Freeza chốt giùm em mã 837 giúp em nè. Mã 837 trắng cho Trần Minh. Một con áo giữ nhiệt Freeza nha mọi người nha, chốt giùm em mã 837 giúp em nè. Mã 837 nha mọi người nha. Mã 837 giúp em nè. Trắng cho Trần Minh rồi nè. Hải Kim lên số điện thoại giùm em chị ơi. Một em áo giữ nhiệt xám nha mọi người nha. Một em áo giữ nhiệt len tâm xám nè. Em này 50kg chú cho em mã 840 giúp em. 837 chú cho chị Thiền Thùy nè. 50kg chú giùm em mã 840 giúp em nè. 837 chú Thiền Thùy nè. Thằng Nguyễn lại sau rồi. Một em vàng Freeza nha mọi người nha, chú giùm em mã 346 giúp em. Một con vàng khoác Freeza, chú giùm em mã 346 nè. Mã 346 giúp em nha. Em mũi bàn hơi nước có chị Diệu Anh. Một con trắng nha mọi người nha. Một con trắng Freeza nha mọi người nha, chú giùm em mã 849 giúp em. 840 cho Khánh Ly nè. Một em trắng Freeza chú giùm em mã 849 nha mọi người nha. Mã 849 nè. Mã vàng đó chị. Một em khoác dài Freeza nha mọi người nha. Một con khoác dài Freeza 346 cho Phương Dung. Chốt giùm em mã 255 giúp em nè. Một con khoác dài Freeza mã 255 giúp em nha mọi người nha. Mã 255 346 của Phương Dung nè. Một con này đẹp nè mọi người ơi. Một con trắng nè. Một con trắng đẹp chưa. Con này là áo nha. Trời ơi cái cúc rất là đẹp. Tám bốn chín của chị Trần Hải Kim nè. 50kg chốt giùm em mã 246 giúp em nha mọi người nha. Gu của Lan Anh nè. Mã 246 giúp em. 50kg mã 246. Nhà em ủi bằng ủi hơi nước hết đó chị. Có riêng một team ủi hơi luôn nha mọi người nha. Rất là cẩn thận. Dù bán 19.000 hay là 89.000 tụi em đều ủi cẩn thận hết. Một em trắng nữa nha mọi người ơi. Con này 55kg nè. Em này được 55kg nha. Chốt giùm em mã 247 giúp em. 55kg mã 247 giúp em nè. Mã 247 nha mọi người nha. 246 của Huyền Trâm nè. Một con đen nha mọi người ơi. Con này có cầu vai nha. Em này free size. Chốt giùm em mã 212. 247 của Cindy Asa nè. Em này free size chốt cho em mã nè mọi người nha. Chốt cho em mã 212. Mã 212 giúp em. Hoa hồng nữ còn mấy con nữa chị ơi. Mã 212 giúp em nè. Đúng rồi 19.000 nha chị Cúc Trương. 212 của chị Ken Ngốc nè. Em này free size nha mọi người. Một con khoác giày đỏ nè. Con này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 210 giúp em. Free size mã 210 giúp em. Một con khoác giày đỏ mã 210 nè. Ôi ôi. Con này free size luôn nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 100. Free size mã 100 giúp em. 210 cho chị Trần Minh nè. Free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 100. Mã 100 giúp em. Con này làm áo làm khoác được. Còn trắng mà chị ơi. Mọi người cứ bình tĩnh chốt nè. Một em oversize của Judith Low nha mọi người nha. Đây mọi người coi nè. Cái form này là form của châu Âu nha mọi người nha. Đây. Em này là unisex nam nữ mặc được nha mọi người nha. Nam nữ mặc được. Chốt giùm em mã 102 giúp em. Cái này mua về cho mấy anh ở nhà mình mặc nha. Free size nam cũng free size luôn. 60, 70, 80kg gì mặc cũng được. Chốt giùm em mã 102 giúp em. Mã 102 nha. 100 của Nguyễn Thị Ngọc Thu nè. Em này free size chốt giùm em mã 89 giúp em nè. Free size mã 89 giúp em. Một con khoác nha mọi người nha. Một con khoác xanh. Free size chốt giùm em mã 89. Mã 89 giúp em nè. 102 của Trần Minh nè. Chị nào chưa đủ đơn nè mọi người ơi. Em này một con xám free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 96 giúp em.
Một em xám free size, mã 96 giúp em nè. 89 cho Trang Đài nè. Con này free size nha mọi người nha. Một con xám phố free size nè. Chốt giùm em mã 84 giúp em. Free size mã 84 giúp em. Mã 84 nha mọi người nha, mã 84. Ok nè, ok mọi người lên đi mọi người. Trời ơi, Trang Đài. Rồi chốt đi nè Trang Đài một ơi. Một con nâu nha mọi người nha, một con nâu. Con này là cardigan nha mọi người nha. Một con cardigan không có túi, free size. Chốt giùm em mã nâu giúp em. Mã nâu giúp em nè mọi người nha, mã nâu. 84 cho Quỳnh Nguyễn nè. Một con xám dáng dài nha mọi người nha. Con này 50kg, em này làm khoác làm áo đều được. 50kg, chúc giùm em mã 101 giúp em. Mã 101 nha. No cho Cindy Asa nè. Chị nào mà chưa đủ đơn em sẽ ưu tiên nha. Một em unit low nha mọi người nha. Một con unit low khoác nè. Đây. Một con unit low khoác nha mọi người nha. Con này free size, chúc giùm em mã 85 giúp em. Em này free size mã 85 giúp em nè. Mã 85 nha. Ôi trời ơi, con này bị dơ rồi. 101 cho Dung Huỳnh nè. Ok Nguyễn Ngọc nè. Em này free size nha mọi người nha. Con này ngộ không mọi người, cái tay xuống tới giữa đây luôn nha. Rất là dễ thương. Chốt giùm em mã 83 giúp em. Một em free size, chốt giùm em mã 83 nha mọi người nha. Mã 83 giúp em nè. Ok Phương Dung nè. Em này free size nha mọi người nha. Một con tay bồng bự nè. Trời ơi cưng chưa nè. Em này free size, chốt giùm em mã 163 giúp em. 83 cho chị Trần Minh. Free size, chốt giùm em mã 163 nha mọi người nha. Mã 163 giúp em nè. 101 chốt rồi chị Úc ơi. Em này free size luôn nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mã 834 giúp em nè. Một con sọc free size, mã 834 giúp em nha mọi người nha. Mã 834, con này mặc rất là sướng nha mọi người. Mã 834 giúp em nè. Một con khoác nha mọi người nha. Một con khoác nè. Con này 50kg nha mọi người nha. Một em khoác 50kg, chốt cho em mã 104. 163 cho Khánh Ly nè. 50kg, chốt cho em mã 104 giúp em. Tám ba bốn cho Ken Ngốc nè. Trời ơi, một con của Ý nè mọi người ơi. Một con của Ý nha. Đây, con này là hiệu tâm mì nha mọi người ơi. Một con tâm mì của Ý. Con này free size, chốt giùm em mã 70 giúp em. Free size, chốt giùm em mã 70 nha mọi người nha. Free size mã 70 nè. Mã 70 giúp em nha. Mã 70. Em ở Bình Phước, Trang Đài ơi. 104 cho chị Cúc Trường nè. 85 cho chị Ngọc Cúc Trường nè. Em này free size nha mọi người nha. Có hai Cúc Trường hả? Em này free size, chốt giùm em mã 818 giúp em nè. Con này free size mã 818 giúp em. Một con dáng dài. Mã 818 nha. Một chị. À. 70 cho Cindy Asa nè. Cindy chắc đủ đơn rồi đúng không chị? Một em unit low nha mọi người nha. Một con unit low nè đây. Em này 50kg, chốt giùm em mã xám giúp em nè. 50-55kg. Một em unit low 50-55kg, chốt giùm em mã xám giúp em. Mã xám nha. 881 cho Quỳnh Nguyễn nè. Một con của Gu nha mọi người nha. Một con sọc của Gu. Một con sọc của Gu, chốt giùm em mã sọc giúp em nè. Con này free size, chốt giùm em mã sọc giúp em. Một con sọc của Gu, mã sọc giúp em nè. Mã sọc nha. Mã xám hả? Em này ở đằng sau dưới này nha, đằng trước dưới này. Em này 55kg, chốt giùm em mã 824 giúp em. Mã 824 nha mọi người nha. Đằng sau có một hàng cúc dưới này nè. Đây, chốt giùm em mã 824 giúp em nha mọi người nha. Mã 824 nè. Sọc của chị Trần Minh nè. Em này free size nha mọi người nha. Một con xám free size nè mọi người nha. Xám unit low cho Dung Huỳnh nè. Chốt giùm em mã 876 giúp em. Free size mã 876 giúp em nè. Mã 876 nha.
Một con áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Một em áo giữ nhiệt len tâm 50-55kg, chốt giùm em mã nâu giúp em. Một em áo giữ nhiệt len tâm mã nâu giúp em nha mọi người nha. Mã nâu giúp em nè. 876 cho Quỳnh Nguyễn nè. Quỳnh Nguyễn còn mấy con nữa chị ơi. Một em xanh nha mọi người ơi. Con này giống như crop top nha mọi người nha. Em này là của gu luôn nè mọi người nè. Đồng giá 19 ngàn nha chị Mina Liu. Em này của gu luôn nha mọi người đây. Em này 55kg chốt giùm em mã. Chốt giùm em mã xanh giúp em. 55kg mã xanh nha mọi người nha. Mã xanh giúp em nè. Nâu cho Trần Hải Kim nè. Chốt chắc giùm em nha. Mai không xả con nào giúp em nha mấy chị ơi. Con này free size chốt giùm em mã 841 giúp em nha mọi người ơi. Một con nâu pha nha mọi người nha. Một con nâu pha free size mã 841 giúp em nè. Mã 841 nha mọi người nha. Mã 841 nè. 824 của Trần Hải Kim nè. Một em hết đi nha. Một con hết đi của Gu nha mọi người nha. Đây, một em hết đi của Gu. Thơm phức nha mọi người nha. Một em hết đi của Gu nè. Mới tinh tình tình nha mọi người nha đây. Một em hết đi của Gu. Chốt giùm em mã 843 giúp em. Xanh cho Phương Dung nè. Một em hết đi của Gu. Mã 843 giúp em nha mọi người nha. Mã 843 nè. Chốt cho em mã 843 nha mọi người nha. Mã 843. Xanh cho Phương Dung nè. Tám bốn một của Trang Trang Lê nè. Tám bốn ba của chị Nguyễn Ngọc nè. Tám bốn ba cho Nguyễn Ngọc rồi nè. Một em áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Một em áo giữ nhiệt len tâm nha mọi người nha. Chết rồi con này lỗi rồi. Gọi luôn đi. Gì? Một con áo giữ nhiệt len tâm nữa nha mọi người nha. Em này 58kg vừa, chốt giùm em mã 84. Mã 844 giúp em nha mọi người nha. Mã 844 nè. Một em điệu nha mọi người nha. Một con điệu nha. Ở đằng sau có cột như thế này nha. Em này 50kg thôi mọi người ơi. 50kg chú cho em mã 833 giúp em. 50kg mã 833 nha mọi người nha. Mã 833 giúp em nè. Còn chị nào chưa đủ đơn không nè mấy chị. Một em xám unit lô nha mọi người nha. Một con xám unit lô. 844 cho Ken Ngốc nè. Một con xám unit lô nha mọi người nha đây. Một em xám unit lô nha mọi người nha. Trời ơi, em đưa. Nó bị chói quá không thấy. Em này 55kg chú cho em mã 845 giúp em. 55kg mã 845 nè. Rồi Hằng lên đi nè Hằng. Nãy giờ chị Hằng mặc chậm quá. 833 cho Ken Ngốc nè. Ken Ngốc chắc đủ đơn rồi đó chị. Em này 55-58kg chú cho em mã 207 giúp em. Một con đỏ. 55-58kg mã 207 giúp em nha mọi người nha. Mã 207 nè. 55-58kg mã 207 giúp em. Dạ cảm ơn Phương Dung nè. Free size hả chị Trần Minh. Để em coi còn không nha chị. Một em Lorifarm nha mọi người nha. Một con Lorifarm rất là đẹp nha mọi người nha đây. Một em Lorifarm nha. Chốt giùm em mã 25. Mã 256 giúp em. 55-55kg 55kg mã 256 giúp em nha mọi người nha. Mã 256 nè. Nguyễn Ngọc được mấy con rồi chị. 845 cho Ken Ngốc luôn nè. Em này 55-58kg chú giùm em mã 253. 55-58kg mã 253 giúp em nè. Mã 253 nha. 256 của chị Hằng Nguyễn nè. Một con choàng nha mọi người nha. Một con choàng free size. Một con choàng free size nha mọi người nha đây. Một con choàng như thế này. Chốt giùm em mã choàng đi mọi người ơi. Một em choàng free size chứ giùm em mã choàng nha mọi người nha. Đầm siêu phẩm mới có chị ơi. Chốt giùm em mã choàng giúp em nha mọi người nha. 253 của chị Khánh Ly đúng rồi nha chị Hà Phạm. Mã choàng giúp em nha mọi người nha. Rất là đẹp.
Chốt giùm em mã choàng nè, mã choàng giúp em. Canh chốt rồi nha chị Phạm Hiền. Một con này đẹp vậy mà sao không chị nào chốt. Một con cashmere nè mọi người nè. Một con cashmere nha mọi người nha đây. Một con cashmere nha mọi người nha, một con cashmere đỏ nè. Em này 55kg, 58kg ok luôn. Chốt giùm em mã 22. 55, 58kg, mã 22 giúp em một con cashmere nha mọi người nha. Mã 22 giúp em nè. Tròn cho chị Ken Ngốc nè. Rồi một con màu nu đẹp chưa nè mọi người nha. Một em nu đẹp chưa nè mọi người ơi. Trời ơi quá xuất sắc. Em này 55kg chốt giùm em mã 829 giúp em. 55kg mã 829 nha. 22 của Huyền Trâm. 55kg chốt giùm em mã 829 giúp em một con nu nè mọi người. Quá đẹp luôn. Một 829 của Cindy Asa. Một em khoác 50-55kg nha mọi người nha. 58kg ok. Chốt cho em mã 226 giúp em một em khoác. Mã 226. 22 em chốt mất rồi chị Hoa Hồng nữ ơi. Một em khoác tiếp tục. Con này free size nha. Em này xà free size mã. Con này 60-70kg đều vừa. 26-28-29 226. Em này free size 60-70kg đều vừa, chốt cho em mã 225 giúp em. 226 cho chị Hằng Nguyễn nè. 19.000 nha chị ơi, 5 con đi đơn nha mọi người. Chốt cho em mã 225 nè mọi nha mọi người nha. Mã 225 giúp em. 19.000 ạ. Đủ 5 con inbox giùm em nha mấy chị. Chị nào chưa đủ đơn bảo em để em chốt cho đủ đơn ạ. Một em trắng nha mọi người, một con dáng dài 50kg nè. Chốt cho em mã 16 giúp em. Một con khoác dáng dài mã 16 nha mọi người nha. Mã 16 nè. 225 của Hằng Nguyễn luôn nè. Chào Nguyễn Hằng nè. Một em hồng free size, chốt giùm em mã 793 giúp em. Một em hồng free size, chốt giùm em mã 793 nha mọi người nha. Mã 793 giúp em. Nhưng mà chị chậm quá Nguyên ơi, Nguyên cứ lên đi. Tại em đọc xong mới thấy chị lên á. Một con free size nha mọi người nha. Một con khoác lông free size nha mọi người nha. Một con khoác lông free size màu đen, chốt giùm em mã 801 giúp em nè. Mã 801 nha mọi người nha. Mã 801. Mấy mùa rồi. Con này nữa nè. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 751 giúp em. Này này có chị Trần Minh không? 801 cho Trần Minh nè. Free size chốt cho em mã 751 giúp em nè. Mã 751 nha. Trời ơi một con quá xuất sắc. Mọi người cứ từ từ em sẽ chốt cho đủ đơn nha mọi người ơi. Em này free size chốt giùm em mã 209 giúp em nè. Free size mã 209 giúp em. Free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 209. Con này là cúc gỗ hết nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 209 giúp em nè. Chị nào mà đủ đơn em chốt hộp thì cũng thông cảm em một tí nha. Tại em phải chốt cho mọi người đủ đơn á. Em này free size chốt cho em mã 221 giúp em. Con này đẹp đó mọi người. Free size chốt cho em mã 221 giúp em nè. Mã 221 con này xinh lắm. Chốt cho em mã 221 nha mọi người nha. Mã 221 nè. Hai không chín cho chị Khánh Ly nè. Một con đầm nha mọi người nha. Con này dành cho chị nào mà dưới 1m6. Còn nếu trên 1m6 thì mặc áo giấu quần. Chốt cho em mã 329 giúp em. Free size mã 329 nha. Hai hai một chị Tuyết Đinh cho em xin số điện thoại. Một con hàng hiệu của Câu Sùa nha mọi người nha. Đây một con hàng hiệu như đây. Con này free size cổ cao nha mọi người nha. Em này free size cổ cao. Con này free size nha mọi người. Con này rất là đẹp. Free size nha. Dáng rất là đẹp nha mọi người. Chốt giùm em mã 312 giúp em. Free size mã 312 nè. Mã 312 giúp em. 329 cho Trang Đài nè. Một em áo giữ nhiệt sọc nha mọi người nha. Một em áo giữ nhiệt sọc. Em này 50-55kg. Chốt giùm em mã 311 giúp em nè. Mã 311 một em áo giữ nhiệt sọc. Mã 311 giúp em nha mọi người ơi. Mã 311 của em áo giữ nhiệt sọc. 312 cho Tuyết Đinh luôn nè.
Tuyết Đinh lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Em này làm khoác làm áo được nha mọi người nha. Em này làm khoác làm áo được. 50-55kg chốt cho em mã 228 nha mọi người nha. 50-55kg mã 228 giúp em nè. Mã 228 nha. Ba một một cho Tuyết Đinh luôn ạ. À. Em thấy số Tuyết Đinh rồi. Một em ghi lê free size chốt giùm em mã 853 giúp em. Một em ghi lê free size 853 nè. 5 con em mới đi đơn được nha chị ơi. Lên thêm em 2 con rồi nha Tuyết Đinh. Em thấy chị chung nhưng mà chị comment sau quá chị. Một em gu nha mọi người ơi. Một con gu free size. Một con gu áo khoác dài free size nè. Một con của gu nha mọi người nha. Một con của gu free size nha mọi người nha. 853 cho Quỳnh Nguyễn. Chốt cho em mã 852 giúp em. Một con gu free size mã 852 giúp em. Chị Ngọc Thu còn mấy con nữa chị Ngọc Thu ơi. Một con cardigan free, màu xanh đen free size. Chốt cho em mã 850. Một con cardigan nha. Một con cardigan chốt cho em mã 850 giúp em nè. Mã 850 nha mọi người nha, màu xanh đen. Mã 850 giúp em. Dạ chị lên rồi chị Diệu Anh ơi. 5 con em đi đơn nha mọi người. Chốt đủ đơn giùm em nha mọi người. 850 cho chị Trần Minh nè. Em này free size nha mọi người nha. Con này free size chốt giùm em mã 858 giúp em nè. Em này free size mã 858 giúp em. Một em xám đen nha mọi người nha. Con này vải cực đã. Trời ơi, con này cưng quá nè mọi người ơi. Em này 50kg thôi. Chốt giùm em mã 855. Dạ Ngọc Thu lên thêm em đủ đơn ơi chị. 50kg mã 855 giúp em nha mọi người nha. 50kg mã 855 màu nước trà. Em chốt sót con nào mọi người nhắc em nha mọi người ơi. Một em lên tâm 50kg nha mọi người ơi. Một con lên tâm tím 50kg chốt cho em mã 832 giúp em. Mã 832 nha mọi người nha. Mã 832 nè. 858 của chị Ngọc Thu nè. Một em áo giữ nhiệt đen 50kg nha mọi người nha. Một em áo giữ nhiệt 50kg chốt cho em mã 832 giúp em. 855 của chị Trần Minh. Mã 832 giúp em nha mọi người nha. Mã 832 giúp em nè. Sao Minh chạy bên này chạy bên kia. Một con unit low nha mọi người nha. Một con unit low nè. Đây. 832 luôn. Một em unit low nha mọi người nha. Một con unit low 50-55kg chốt cho em mã 839 giúp em. Mã 839 nè. Có hai con 832 chị Tuyết Đinh chọn con xanh hay con tím cho chị ơi. Cái gì con xanh hay con tím, con đen hay con tím? Lộn, con đen hay con tím. Tuyết Đinh lấy con đen hay con tím chị? Con em xám free size, chốt giùm em mã xám. Xám free size, chốt giùm em mã xám nha mọi người nha. Con em xám free size nè, chốt giùm em mã xám giúp em mã xám nè. Ok, tím của Tuyết Đinh nè. 839 cho Tuyết Đinh luôn nè. Bên em không hỗ trợ đồng kiểm nha mọi người, lưu ý giúp em nha. Một con hát anh em nha mọi người ơi. Một em hát anh em nè. Một em hát anh em nha mọi người nha đây. Một em hát anh em free size nha mọi người nha. Xám. Chốt giùm em mã 835 giúp em. Một em hát anh em free size. Chốt cho em mã 835 giúp em nè. Mã 835 nha mọi người nha. Mã 835. Xám của chị Nguyễn Nguyên nha. Nguyên cố gắng đủ đơn giùm em nha chị ơi. Được mấy con rồi chị? Một em đầm nha mọi người nha. Một con đầm oversize free size nha mọi người nha. Một con đầm nè. 835 cho Hằng Nguyễn ạ. Chốt giùm em mã 886 giúp em nha mọi người nha. Chốt cho em mã 886 giúp em nè. Mã 886 nha. Trời ơi, một con màu cưng như nào mọi người. 886 của chị Trần Minh.
Một em đầm nha mọi người nha. Một em đầm free size có túi hai bên cưng chưa này mọi người nè. Một em đầm nè, free size. Kéo giùm em mã 882 giúp em. Đang anh nói gì vậy? Mã 882 giúp em nha. Dạ chị Cúc Trường. Ok Cúc Trường nè, hôm nay em sẽ dồn hết. Người chị nào có đơn hôm qua hôm nay em dồn hết nha. Free size chú em mã 882 giúp em nè. Mã 882. Dạ ok Hằng Nguyễn. Nhà em làm hàng không có kịp á mọi người. Cho 8, nên là 882 của chị Trần Minh. Hôm nay là tụi em mới đóng hàng xong của ngày hôm kia thôi. Còn ngày hôm qua là vẫn chưa xong luôn. Cho nên là em sẽ dùng cho mọi người hôm nay và hôm qua luôn nha. Một con vàng của Gu nè. Một con vàng của Gu nha mọi người nha. Đây, một con vàng của Gu nha. Con này free size. Free size chú giùm em mã vàng giúp em nè. Free size mã vàng nha mọi người nha, mã vàng giúp em. Nguyên lên thêm em một con nữa đi chị Nguyên ơi. Nguyễn Ngọc còn mấy con nữa chị? Em này free size dáng dài nha mọi người nha, một con free size dáng dài nha. Con này dáng dài xẻ nha mọi người, con này là áo chứ không phải là đầm nha mọi người nha. Free size, chốt giùm em mã xanh giúp em. Free size mã xanh nha mọi người nha, mã xanh giúp em nè. Mã xanh nha. Vàng của chị Hoa Hồng Nữ nè. Một em của ớt nha mọi người nha. Đây, một em của ớt nha mọi người nha đây. Một em của ớt nha. Em này 50kg, chốt giùm em mã 50kg, chốt cho em mã 869 giúp em nè. 50kg mã 869 giúp em nha mọi người nha. Mã 869 nè. Trời ơi, còn la dài dài mà Lan Anh lo cái gì. Trời ơi, nhiều lắm Lan Anh ơi. Xanh của chị Cúc Trường nè. Em này free size nha mọi người nha. Con này free size nè, chốt giùm em mã xám giúp em. Một con hàng hiệu nè mọi người nha. Đây, em này free size, chốt giùm em mã xám giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã xám nè, mã xám giúp em. Chị Ngọc Thu cố gắng đủ đơn giùm em nha chị. Một em Hollister size S nha mọi người nha. Đây, một con Hollister size S nha. Đây, 869 cho Hoa Hồng Nữ nè. Chắc chị đủ đơn rồi đó chị ơi. Size S 50kg thôi nha mọi người ơi. Hollister, chốt giùm em mã đỏ giúp em nè. Mã đỏ nha. Chắc phải là Hoa Hồng Nụ mới đúng chứ. Em đọc ra là cái gì? Nữ. Một em Lorifam nha mọi người nha. Một con Lorifam nè. Đây, em này free size nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mã 33 giúp em nè. Free size mã 33 nha mọi người nha. Free size mã 33. Một con Lorifam mã 33. Một con Bụi Đời chợ lớn nào nha mọi người nha. Một em Bụi Đời nè. Em này free size nha mọi người nha. Đỏ của Tuyết Đinh nè. Chốt cho em mã 879 giúp em nha mọi người nha. Mã 879. Free size mã 879 giúp em nè. Mã 879. 33 của chị Trần Minh. Một em Lên Tâm nha mọi người nha. Con này 50kg còn nguyên một đống tát nè mọi người nha. Còn mới nha. Free size, lộn, con này 50kg thôi. Con này Lên Tâm nha mọi người nha. Chốt cho em mã tím giúp em. 879 cho Ngọc Cúc Trường. Mã tím giúp em nha mọi người nha. Mã tím giúp em nè. 50kg thôi. Mã tím giúp em. Em này free size nha mọi người ơi. Một con dễ thương quá nè. Con này free size nha mọi người ơi. Cưng lắm. Free size. Chốt giùm em mã 883 giúp em nè. À, chị là nụ. Rồi. Chị ghi nhận chị nụ. Bản dịch hồi mà không biết là gì. Free size chú giùm em mã 883 giúp em. Mã 883 nha mọi người nha. Mã 883 nè. Trung ơi. Cái gì vậy? Nữ hay nam? Chị nói là lại hai mấy hả? 883 cho chị Cúc Trường nè. Một con khoáng thổ cẩm nha mọi người nha. Một em khoáng thổ cẩm nè. Em này cưng chưa? Em này free size nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mẹ ra. Chốt giùm em mẹ thổ cẩm giúp em đi. Em ở Bình Phước mà chị Trang Đài. Free size, chốt cho em mẹ thổ cẩm giúp em nha mọi người nha. Mẹ thổ cẩm nè. Em này 50kg mẹ 86 giúp em. 50kg mẹ 86 giúp em nha mọi người ơi. Một con kem 50kg mẹ 86 nè. Mẹ 86 giúp em. Thổ cẩm cho Trang Đài nè. Trăng trăng lê và giận luôn. Chú hụt chứ ra.
Một con quát xám nha mọi người nha, một con quát xám nè. Một con quát xám chú giùm em ạ, 60 giúp em. 86 của chị Tuyết Đinh. Một em quát xám nha mọi người nha, em này 55 kg. Chú giùm em ạ, 60 giúp em nè. Mã 60 nha. Chú giùm em ạ, 60 giúp em một con quát xám nè. Nguyên ơi, lên thêm em đi Nguyên ơi. Em này free size nha mọi người ơi, đẹp chưa nè. Con free size nha. Chốt giùm em mã 02 giúp em nè. Free size mã 02 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 02 nè. Chắc giờ nó đang bảo lụa nên nó đi hơi lâu quá chị Trang. Em này 50 kg nha mọi người ơi, một con lên tâm 50 kg. Một con form body lên tâm 50 kg. Chốt giùm em mã đen giúp em. Mã đen nha mọi người nha, mã đen giúp em nè. 60 cho Phương Dung nè. Phương Dung đủ đơn chưa chị ơi? Em này 50 kg nha mọi người nha. Em này 50 kg, chú giùm em mã xám giúp em. 50 kg mã xám nè, mã xám giúp em. 02 của chị Trần Minh nè. Một em unit low size S nè mọi người nha. Một em unit low size S nha mọi người nha. Cái logo của nó UU như thế này là unit low nha mọi người, size S. Em này 50 kg, dưới 50 kg thôi nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 50 dưới 50 thôi của unit low, chốt giùm em mã 355 giúp em. 5 con á chị ơi. Mã 355 giúp em nha mọi người nha, mã 355 nè. 5 con á chị Lê Tiffany. Một con ớt nha mọi người nha, một con ớt phối màu nè. Đây. Xám dung dung lên số điện thoại giùm em đi chị. Một con ớt phối màu free size, chốt giùm em mã phối giúp em. Một con ớt phối màu free size nha. Chốt giùm em mã phối giúp em nha mọi người nha. Mã phối nè. Ủa tưởng Trăng Trăng Lê giận em luôn rồi chứ. Đi. Ok Phương Dung nè. Bỏ đi thật cha luôn. Con này free size nha mọi người nha. Một con nâu cổ cao nè. Giống như con áo giữ nhiệt. Con này khoảng tầm 55-58 kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã nâu giúp em. Mã nâu nè nha mọi người nha. Mã nâu nè. 355 cho Dung Dung nè. Mọi người đủ đơn nhớ inbox cho em nha mọi người ơi. Em này 55-58 kg vừa, chốt giùm em mã cam. 55-58 kg vừa mã cam giúp em nha. Dạ em bán rồi chị Thủy ơi. Đó em mặc em bán rồi, dòng này là dòng siêu phẩm nha mấy chị. Con này rất là đẹp nè, cho em phe nữa nè. Đó coi nè, nó pha màu rất là đẹp nha mọi người nha. Em bán rồi nha, hôm nào em lên siêu phẩm thì sẽ có nhiều cái dòng này nha. Chốt giùm em mã cam giúp em nè, mã cam nha. No, phối. Phối của chị Ngọc Cúc Trường nè. Nâu của chị Tuyết Đinh nè. Một em đỏ nha mọi người nha. Em này 50 kg nè. Em này 50 kg, chốt giùm em mã cam giúp em nha. Mã cam giúp em nè, mã cam. Chồng gọi á chị Trăng Lê. Tưởng bỏ đi rồi, nãy giờ bạn cứ nhắc chị hoài. Em này 50 kg, chú giùm em mã 717 giúp em. 50 kg mã 717 giúp em nha. Dạ hôm nào em mới lên, hôm nay em không có lên siêu phẩm á chị. Hôm nay em lên dòng này thôi, dòng phổ thông thôi. Hôm nào em mới lên nha, toàn siêu phẩm nha mọi người thôi nha. Em này 50 kg, chú giùm em mã 717 giúp em nè. Mã 717 nha mọi người nha. Cam này cam. Đỏ. Cam của chị Dung Dung nè. Tại thấy chị Trang Lê không chốt được, tưởng là giận đi luôn rồi. Bỏ đi tập cha. Một em khoác nha mọi người nha. Một em khoác nè. Một em khoác free size nha mọi người nha. Một em khoác free size có cúc nè. Chốt giùm em mã 861 giúp em. Không, cam với đỏ mà chị đâu có hai con cam đâu. Em này free size, chốt giùm em mã 861 giúp em nè. Mã 861 nha. 717 cho Phương Dung. Nhắc là không thấy chị Trang Trang Lê đâu nữa. Em này 50 kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 700 giúp em. Một em có cổ nè. 50 kg, chốt giùm em mã 700 giúp em nè. Mã 700 nha. 861 cho Quỳnh. Ủa
Con cam với con đỏ khác nhau nha mọi người. Em này free size nha mọi người nha. Em này free size nè. Một con free size nha mọi người. Dạng cánh dơi rất là dễ thương. Em này free size. Chốt giùm em mã 850 giúp em nè. Free size mã 850 nha mọi người nha. Mã 850. Còn gì nào cho đủ đơn không mọi người ơi? 5 con em đi đơn nha. Một em khóa free size luôn nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 851 giúp em. Free size mã 851 giúp em nè. Con này làm khoác làm áo được. Mã 851 giúp em. Chị Dung thích màu sắc sặc sỡ hả? 850 của chị Trần Minh. Em này free size nha mọi người nha. Con này free size. Chốt giùm em mã 43 giúp em. Mã 43. Con này nam nữ mặc được nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 43 giúp em. Mã 43 nè. 851 cho Quỳnh Nguyễn nè. Dạ chị Trang Lê. Em này free size. Chốt giùm em mã 28. Con này là đầm nha mọi người nha. Một em đầm. Một em đầm free size. Chốt giùm em mã 28 giúp em nè. Mã 28 nha mọi người nha. Chào chị Cát Minh. Nhà em còn lai len dài dài nha mấy chị không một lo. Một em khoác nha mọi người nha. Một con này dạng không phải khoác mà là giống như hết đi nha mọi người nha. Chốt giùm em mã thổ cẩm giúp em. Free size mã thổ cẩm nè. Mã thổ cẩm giúp em nha. Cảm ơn Trang Lê nè. 28 cho chị Trần Minh nè. Em này 50kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 846 giúp em nè. Em này 50-55kg đều được nha. Hơn 50kg thôi. 50kg. Chốt giùm em mã 846 giúp em. Mã 846 nha. Mã 846. 43 của chị Nguyễn Nguyên nè. Thổ cẩm của chị Trần Minh. Một con dễ thương nha mọi người nha. Con này free size cưng chưa? Em này free size, chốt cho em mã 710 giúp em nha mọi người nha. Free size mã 710 nè. Mã 710 giúp em nè. Dạ cảm ơn chị Trang Lê nè. Qua hôm nay ủng hộ quá trời. Em này free size luôn, chốt cho em mã 712 nha mọi người nha. Free size mã 712 giúp em nha mọi người nha. Mã 712 nè, mã 712 giúp em. 710 cho Lan Anh nè. Chị Cát Minh nhận được đồ rồi hả chị? Em này 50kg nha mọi người nha. Con này 50kg màu nâu, chốt giùm em mã 789 giúp em. 50kg mã 789 nha mọi người nha. Mã 789 nè. Chào chị Mai Hiên. 712 của chị Trần Minh nè. Đẹp thì ủng hộ tụi em nữa đi chị Cát Minh. Em này 55kg nha mọi người ơi. Con này rất là đẹp nè. 55kg, chốt giùm em mã 721 giúp em nha. 55kg mã 721 nha mọi người nha. Mã 721. Nhà em bán rẻ và đẹp lắm em. Nói thì mấy cái con len này nè mọi người đi qua cô ba hàng thùng Two Line cũng là bán hàng second hand của một cô MC VTV á mọi người. Bán con này 240.000, y hệt hàng nhà em, không khác cái gì hết. 240.000 mà nhà em bán có 80.000 thôi. Nên là mọi người biết hiểu là nhà em bán là rẻ cỡ nào để cho mọi người dùng nha. Đó, mọi người cứ yên tâm, hàng không khác gì hết. Em đã test thử hết rồi, hàng không khác gì hết. Nhưng mà nhà em bán hàng rất là rẻ. 789 cho Dung Dung nè. 721 của Hoàng Mai Hiên. Dạ cảm ơn Lan Anh nè. Lan Anh từ ngày tới giờ ngày nào cũng ủng hộ tụi em hết. Trời ơi Lan Anh là khách ruột đó. Ruột hơn cái ruột luôn. Dạ Lan Anh. Ngày nào cũng mua. Tết tặng hộp điều nha Lan Anh nha. Ráng mua tới Tết nha Lan Anh, tặng hộp điều. Trời ơi một em lên tâm nè. Một em lên tâm 55-58kg. Chú gì em mạng 184 giúp em. Một con nâu tây đẹp nè mọi người ơi. Chốt cho em mã 184 nha. Mã 184 giúp em. Có chị nào chưa đủ đơn không mọi người? Em này 50-55kg luôn. Chốt cho em mã xanh. Mã xanh giúp em nha mọi người nha. Mã xanh nè.
184 của chị Trần Minh nè. Một con dạng crop top nha mọi người ơi. Một con hàng hiệu nè đây. Ủa làm gì mà về quê đường nhà chị? Nhà chị Túc ở Bình Phước, Đồng Xoài á, chứ không phải ngã tư Bình Phước đâu nha. Em này 50-55kg chú cho em mạ xám giúp em. 50-55kg mạ xám giúp em nè. Mạ xám nha. Xám của chị Trang Trang Lê nè. Con này free size chú giùm em mã 192 giúp em. Con này free size mã 192 theo nha mọi người nha. Đây theo hết nè đây. Free size chú giùm em mã 192 giúp em nha. Mã 192 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 192 nè. 184 em chốt rồi nha mọi người. Một em len lông nha mọi người nha. Một con len lông xịn xòa. Này là xanh mà đúng không? Ừ. Một em len lông xịn xòa nha mọi người ơi. Em này 50kg. Hello Mai Hiên. 192 của chị Hoàng Mai Hiên. Chốt giùm em mã 136 giúp em nè. Cưng chưa nè mọi người ơi. 50kg thôi. Mã 136 giúp em nè. Chốt giùm em. Xanh chị Nguyễn Nhiên lên số điện thoại giùm em đi ạ. Em này free size. Chốt giùm em mã 139 giúp em nè. Con này cưng chưa? Free size mã 139 giúp em. Mã 139 nha mọi người ơi, quá trời cưng luôn. Mã 139 nè. Sao nó không dính luôn á chị? Nó bị gì vậy? Em viết cuộn nó lại. Không dính em luôn mà cuộn nữa. Cuộn nó lại để một bên. Miễn nhiễm rồi. Không dính luôn à? Dính nó không dính luôn. Trời ơi, cái vải xanh là cái vải gì mà nó không dính, băng dính luôn. 50kg chú giùm em mã 167 giúp em nè. 50kg mã 167 nha. Mã 167 giúp em. Ủa gì đọc 136 mà đúng không? Còn 139. Này 167 mà. 136. Còn 167 đây nữa nè. Ủa dưới 139 đâu? Đây 139 đây bà. Đó hả? Đây 167 đây, có đủ hết. Cái con đó em viết xong đi rồi em để một bên em dán lên trên này. Mà nó quê đâu có giá nào đâu. Không hề dính một chút nào. Chờ chút. Anh em chờ nhàn chút nha anh em. Mặt nó quê. Một con choàng nha mọi người nha. Một con choàng nè. Con này 50kg thôi. Chú cho em mã 137 giúp em. Một con choàng 50kg mã 137 giúp em nè. Một em đen free size chú giùm em mã 72. 136 của Cindy. Free size chú giùm em mã 72 giúp em nè. Mã 72 nha. Em này free size luôn, chú giùm em mã 71 một con sọc. Free size mã 71 giúp em nha mọi người nha. 139 của chị Cindy Asa luôn ạ. Free size chú giùm em mã 71 nè. Mã 71 giúp em luôn. Mai không xả sau like giùm em nha mọi người ơi. Một con dáng dài free size chú giùm em mã 73. Một con dáng dài free size sọc mã 73 giúp em nè. 167 cho Dung Dung nè. Mọi người mà đủ đơn rồi thì em chốt phe nha mọi người. Một em len lông của gu nha mọi người nha. Một con của gu rất là đẹp. Gì đây? Một em của gu nha mọi người, còn mới tinh nha mọi người nha. Một em của gu còn mới tinh nha. Em này 55kg, 58kg ok. Chốt giùm em mã 166 giúp em. 55, 58kg mã 166. Con này là len lông nha mọi người nha. Em này là lông. 137 của chị Nguyễn Úc nè. Em này là lông nha mọi người ơi. Chốt giùm em nè, mã 166. Còn con này em chưa chốt không mọi người. Tiếp tục một con của gu đẹp. Len lông nào nữa đâu. Một con của gu nha mọi người nha đây. Một con của gu nha mọi người ơi. Con này 55, 58kg đều vừa hết. Chốt giùm em mã 164 giúp em. 55, 58kg vừa nha. Chốt giùm em mã 164 nè. Mã 164 giúp em. 166 với chị Tuyết Đinh nè. Em này 55, 58kg vừa nha mọi người nha. Lambo. Con hiệu Lambo nha mọi người nha. Đây. Con
này 55-58kg chú cho em mã 74 giúp em nè. 164 của chị Trần Minh. Chú cho em mã 74 nha mọi người nha. Mã 74 giúp em nè. Chị Dung Đinh. Lộn. Chị Dung Dung với chị Thanh Trúc đủ đơn chưa hai chị? Một con hàng hiệu đó nha mọi người nha. Đây một em hàng hiệu nè. Em này free size màu tím chú cho em mã 75 giúp em. Một em free size tím mã 75 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 75 nè. Mã 75 giúp em. Không, chị chậm lắm chị Trang Lê ơi. Một em xanh gỗ ghép nha mọi người nha. Một em xanh gỗ ghép nè. Đây. Một em xanh gỗ ghép nha mọi người nha. 75 cho chị Trần Minh. Chị sau 2-3 chị lận. Em này 55kg đổ lại vừa. Chốt giùm em mã 97. 55kg đổ lại vừa. Mã 97 giúp em nè. Mã 97 nha. 75 cho Trần Minh nè. Thôi còn nhiều con đẹp lắm nè mấy chị. Em này 50kg nha mọi người nha. Em này 55kg đổ lại vừa. Chốt cho em mã 98 một con đẹp chưa nè. Em này 50-55kg. Chốt cho em mã 98 giúp em. Con này rất là cưng nha. Con này cái cúc lên tới đây nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 98 giúp em nè. Mã 98 nha. 97 của chị Hoa Hồng Nụ nè. Trời ơi, một con cưng nè mọi người. Một con này là cúc vàng hết nha mọi người nha. Em này 50kg chú em mã 94 giúp em. 50kg mã 94 giúp em nha mọi người nha. Mã 94 một con sọc rất là đẹp. 98 của Diệu Anh. Ồ, con cúc vàng nè mọi người đây nè. Coi nè, thích chưa? Chốt giùm em mã 94 giúp em nha mọi người nha. Mã 94 nè. 98 của Diệu Anh nè. 94 cho chị Trần Minh nè. Một con ghép free size nha mọi người nha. Một con ghép free size. Ôi, của ghép nó hay là oversize ghế mọi người ơi đây. Con ghép free size chú cho em mã 93 giúp em. Một con ghép free size nha, mã 93 giúp em nè. Mã 93 nha mọi người nha, mã 93. Một con trắng nha mọi người nha. Một con trắng hàng hiệu nè mọi người ơi, vải rất là đã. Em này 55kg, 58kg ok luôn. Một con trắng chú giùm em mã 78 giúp em. 93 của chị Trần Minh. Mã 78 nha mọi người ơi. 55-58kg vừa mã 78 nè. Còn chị nào chưa đủ đơn không mọi người? Một em đỏ của ớt nha mọi người nha. Một con đầm. Con này là đầm của ớt nha. Đây. Một em đầm của ớt nha mọi người nha. Em này 55kg vừa nè. Một con đầm của ớt 55kg chú giùm em mã 68 giúp em. Mã 68 nha mọi người nha. Một em unit lô thổ cẩm nè. Một con unit lô của Pháp nha mọi người nha đây. Paris nè. Một con unit lô của Pháp thổ cẩm nè. Con này 50-55kg chú cho em mã thổ cẩm giúp em. Mã thổ cẩm nha mọi người nha. Mã thổ cẩm nè. 68 cho Quỳnh Nguyễn nè. Một em nâu free size chú giùm em mã 69 giúp em nè. Thổ cẩm của chị Cúc Trường nè. Một em nâu free size chú giùm em mã 69 nha mọi người nha. Mã 69 giúp em nè. Mã 69 nha. Quỳnh Phạm chưa ngủ hả chị? Chào chị Ngân Vũ nè. Nay Ngân Vũ vô trễ vậy. Mọi người nha. Em này free size chú cho em mã 733 giúp em nha mọi người nha. Free size chú cho em mã 733 nè. Mã 733 giúp em. Một con unit low size S 50kg nha mọi người nha. Một con unit low size S nè. Trời thổ cẩm chút lâu rồi Ngân Vũ ơi. Free size lộn. Unit low size S 50kg chú giùm em mã 67 giúp em. Mã 67 unit low nè. 733 của chị Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Em này 50kg nha mọi người. Một con đen 50kg chú giùm em mã 80 giúp em nè. Mã 80 một con giày nha. Mã 80 giúp em. Đi đâu mà giờ mới về chị Ngân Vũ? Dạo này người ta sắp cưới, người ta bận lắm. Ai được lấy chồng đâu mà biết. 67 cho Dung Dung. Đủ đơn nhớ inbox cho em nha mọi người ơi.
Mới đi ôm hàng về nha mọi người. Mệt quá. Dạ trời ơi, la dài dài gì Trang Lê không phải lo. Trời, một con cưng như nào rồi, một con trắng cưng chưa? Trời, đi ôm hàng mà đầu xu tóc luôn. Em này 55kg nha mọi người nha, chốt giùm em mẹ. 58 giùm em. Con này theo cưng như nào mọi người đây. Chốt nha mẹ 58 mọi người nha, mẹ 58. Quỳnh lên đi Quỳnh ơi. Bọn em lên lông dạng bẹt vai nha mọi người nha. Con này vai ngang như thế này. 50kg chốt nha mẹ 61. 50kg mẹ 61 giùm em nè. Trời ơi, la hết khách mấy chị đi ngủ thì thôi, chứ hàng bên em không có thiếu. Một con choàng nha mọi người nha. Một con choàng nè. Một em choàng nha mọi người nha. Em này 50kg chốt em mẹ 62 giúp em. Một em choàng 50kg chốt em mẹ 62 nè. Mẹ 62 giúp em nè. Mọi người nhớ em bóp cho em nha mọi người ơi. 58 của chị, 58 của chị Hoa Hồng Nụ nè. Một con phối nha mọi người nha. Con này 55kg vừa chốt giùm em mẹ 58 giúp em. 55, 58kg vừa mẹ 58 giúp em nè. 61 cho Trang Trang Lê à. 55, 58kg vừa chốt cho em mẹ 58 nha mọi người nha. Mẹ 58 giúp em, mẹ 58. Dạ chị Quỳnh, màng chị Quỳnh dạo này hay buồn quá. Em này free size chốt cho em mẹ 60 giúp em nha. Free size mẹ 60 giúp em nè. Free size chốt cho em mẹ 60, mẹ 60 giúp em nha. 58 màu xanh này của chị Cúc Trường nha. Một con áo có túi hai bên như thế này nha mọi người ơi. Em này 50-55kg chứ giùm em mẹ 63. 50-55kg mẹ 63 giúp em nè. Mẹ 63 nha. 60. 60 cho chị à. 60 của chị Nguyễn Nguyên nha. Trời ơi, một em cân xỉu nè mọi người nè. Em này 50-50kg thôi nha mọi người nha. Chốt giùm em mẹ 55 giúp em. Con này dạng hơi crop top. Mẹ 55 giúp em nè. 50kg mẹ 55. Mẹ 55 giúp em. Chị Nguyễn Nguyên chắc là đủ đơn rồi đó chị. Năm mươi lăm của chị Lê Huỳnh Thanh Trúc. Em này free size chú em mẹ 56, một con hoa xanh nha mọi người nha. Free size chú giùm em mẹ 56 giúp em nè. Mẹ 56 nha mọi người nha. Mẹ 56. 58 chốt rồi chị Vương Huyền ơi. Dạ chị Nguyên. Một con len lông màu hường. Một con len lông màu hường rút nha mọi người nha, màu hồng rút. Free size đó mọi người. Chốt giùm em mẹ 54 giúp em một con len lông nè. Mẹ 54 giúp em nha mọi người nha. Mẹ 54 nè, free size. Vỗ một phát cái bụi nó bay lung tung lung tung. Nè em quẹt quẹt luôn. Mua nhiều về cho bà ngoại chị. Em này 50kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mẹ 53 giúp em. 50kg mẹ 53 giúp em nè. Mẹ 53. Hôm nay đâu có lạnh, à đâu có nóng đâu đúng không chị? Một con đầm nha mọi người, một con đầm phối nè. Em này free size chốt cho em mẹ 52 giúp em. Free size mẹ 52. Lê Huỳnh Thanh Trúc. Free size chốt cho em mẹ 52 giúp em một con đầm phối. Cái này là vải nha mọi người nha. Nó giống như là trong vậy đó. Chốt cho em mẹ 52 giúp em nè. Mẹ 52. Sao không đi thay một cái áo nữa đi để bán thêm một cái nữa. Một con áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt 55-58kg nha mọi người. Chốt giùm em mẹ 47 giúp em. Mẹ 47 nha mọi người. 55-58kg mẹ 47 nè. Dạ cảm ơn Nguyễn Nguyên nè. Cho Thảo con này đi cho nó đi. Dạ. Con nó khỏi phải mua áo trắng như mua đầm. Một con ếch nha mọi người nha đây. Một con ếch nè. Con này free size nha. Mở cái máy kế em đi nha. Quên. Tắt vào mực vô. Con này free size. Chốt giùm em mẹ 45 giúp em nha mọi người nha. Một con của ếch free size. Mẹ 45 giúp em, con này thơm lắm mọi người ơi. Rất là thơm. Chốt với mẹ 45 nè, con này đẹp vô cùng nè mọi người nè. Mẹ 45 giúp em. Sáng ngày mai, trưa ngày mai, tối ngày mai lên một váy đi. Mà chị la nhiều vậy, chị tưởng nó làm như tới sang năm không hết luôn á. Nhưng mà thôi, ngày mai xa trưa đi. La le nữa đi. 45 cho Mai Hiên nè. Chị Mai Hiên đủ đơn chứ chị. Chị nói gì vậy? Từ từ chưa nghe. Chưa lai áo len đi.
tối like buồn thấy mọi người rảnh thông báo đi. Em này 50kg nha, một con khoác dạ tuyết nha mọi người ơi, 50kg chú với em mã 46 giúp em nha mọi người nha. Mã 46 nè. Chú với em mã 46, một con dạ tuyết mã 46 giúp em. Một con áo form dài dạng baby doll nha mọi người nha. Một em dáng dài dạng baby doll free size chú với em mã 44 giúp em nha. Mã 44, một con dáng dài free size, mã 44 giúp em mã 44. Dạ chị Hiên. Đợi chị Nguyên gì nói cái gì mà ba mâm shipper đây. Cũng mới sẵn. Một con hát thành em nha mọi người ơi, một em hát thành em nè. Đây. Một em hát thành em nha mọi người nha. Một em hát thành em. Em này 50kg thôi nha mọi người. Em này 50kg chốt giùm em mã 43 giúp em. 44 của chị Nguyễn Úc nè. Con này 55kg cũng ok đó mọi người. Chốt giùm em mã 43 giúp em nè. Mã 43 nha mọi người, mã 43. Chị Úc được mấy con rồi chị ơi, lên cho em đủ đơn nha chị. Em này 50-55kg nha mọi người, một con sọc 50-55kg chốt giùm em. Em nha mọi người nha, mã 50. Chị Úc khỏi lên số điện thoại đi nè cho nhanh nè. Nãy giờ chưa đủ đơn nữa nè. Con này free size nha mọi người nha, chốt giùm em mã 65 giúp em. Một con xanh free size, chốt giùm em mã 65. Mã 65 giúp em, một con xanh free size mã 65 nè. Dạ chị Nguyên. Trời ơi, cứ vợ mà hẳn ba mâm shipper luôn à. Đây, em này 50-55kg nha mọi người, một con coban 50-55kg, chốt giùm em mã 51. Mã 51 giúp em nha mọi người nha. Mã 51 nè. 43 của Dung Dung nè. Em này đẹp nè mọi người ơi, con này đẹp lắm nè. Một con rất là đẹp nha mọi người nha. 65 của chị Nguyễn Nguyên. Chị Winnie, thấy bóng chị Winnie rồi. Con này free size chứ em mã 49 giúp em nha mọi người nha. Con này free size nè, mã 49 giúp em. Mã 49 nha mọi người nha. Free size chú em mã 49, con này đẹp nè mọi người nè. Mã 49 giúp em. Chào chị Hà Trần nè, 49 của chị Ngọc Cúc Trường. Một em khoác free size nha mọi người nha. Một em khoác free size. Một em khoác free size nè. Chốt giùm em mã 41 giúp em. Một em khoác free size mã 41 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 41 nè. Em này free size, chốt giùm em mã 40 nha mọi người nha. Em này free size, mã 40 giúp em. Con này free size, chốt giùm em mã 40. Mã 40 giúp em nha mọi người nha, mã 40 nè. 41 của chị Cúc Trường nè. Hình như Mai Hiên chưa đủ đơn đâu chị. Em này 55kg nha mọi người ơi, 55-58kg. Chốt giùm em mã 79 giúp em, một con xám lên tâm nha mọi người nha. Một con xám lên tâm, 50-55kg. Chốt giùm em mã 79 nè, mã 79 giúp em nha. 49 em chốt rồi chị Mai ơi. Mọi người lên cho em đủ đơn em đi đơn nha mọi người, 5 con em đi đơn ạ. Có chị nào chưa đủ đơn nữa không mấy chị? Ủa cái gì vậy? Ngoài có áo vàng 80.000. Nó nổ quá chị. Ui. Chị làm cái gì mà thấy ghê vậy? Mọi người ơi, mai em lên quần váy nha mấy chị. Nhưng mà không có dồn đơn nữa nha. Nên hôm nay mọi người chốt đủ đơn đi để em đi đơn nha mấy chị. Chào chị Châu Anh Biển nè. Ủa chị nhiều lắm mà.
Hà Trần hả? Dạ đúng rồi đó chị. Chắc là tại mưa bão cho nên đơn nó hơi đi chậm một chút đó, mọi người thông cảm nha. Chị Hà Trần. Bọn em đi lên nha mọi người nha. Kéo nè. Em này 50kg cho em mã ghi lê giúp em. Mã ghi lê nha. 1 bà bụi đời chợ lớn. Free size chốt giùm em mã 194 giúp em nè. Hồ Chí Minh thì nhanh chị, 1 2 ngày đã tới à. Free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 194 giúp em. Free size mã 194 nè. Mã 194 giúp em nè. Dạ chị Hà. Một con trắng crop top 50kg nha mọi người nha. Em này 50kg nè. Ghi lê của chị Hoàng Mai Hiên nè. 50kg chốt giùm em mã 197 giúp em. 50kg mã 197 nè. Mã 197 giúp em. 194 của chị à. Một chín bốn của chị Quỳnh Nguyễn nè. Em này chị nào mà 1m6 dưới 1m6 thì làm đầm, còn trên 1m6 là áo chấu quần nha. Chốt cho em mã 203 giúp em nè. Em này 50-55kg chốt cho em mã 203, mã 203 giúp em nha. Chào chị Chu Hồng nè. Em này free size chốt cho em mã 202 giúp em. Em này free size mã 202 giúp em nha mọi người nha. Hôm nay đẹp vậy. Free size mã 202 giúp em nha mọi người nha. Chốt cho em mã 202 nè. 203 của chị Cúc Trường nè. Em này free size chốt giùm em mã 201. Một con đẹp nè mọi người ơi, free size mã 201 giúp em nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 201, một con free size mã 201 nè. Dạ chị Nguyễn Nguyên. Em này free size chốt giùm em mã 176 giúp em. Free size mã 176 nha mọi người nha. Ở ngoài này nó như một cái khăn nha mọi người, nhưng mà trong này nó là một cái áo nha. 202 của chị Thanh Trúc nè. Em này free size chốt cho em mã 176 giúp em nè. Mã 176 chốt cho em mã 176. 202 cho Lê Huỳnh Thanh Trúc nha. Em này 58kg nha mọi người ơi. 55-58kg nè, một con thổ cẩm. Chốt cho em mã 196 giúp em. 55-58kg một con thổ cẩm mã 196 giúp em nè. Mã 196 nha. 201 của chị Ken Ngốc ạ. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 199 giúp em. Một con free size mã 199 nha mọi người nha. Một con có túi nè. Free size mã 199 giúp em nè. 176 của chị à. Free size mã 199 nha mọi người nha. Mã 199 giúp em. 176 của chị Ngọc Cúc Trường. Canh em chốt rồi chị Huệ ơi. Một con hát anh em nha mọi người nha. Một con hát anh em free size nha mọi người nha đây. Một em hát anh em free size chốt giùm em mã 181 giúp em. Một con hát anh em free size mã 181 giúp em nè. Mã 181 nha. 196 của Lê Huỳnh Thanh Trúc nè. Em này free size chốt giùm em mã 182 giúp em. Một con free size mã 182 giúp em nha mọi người nha. Free size mã 182 nè. Một em xanh đen free size của Glasser nha mọi người nha. Glasser nè. Đây. Em này free size chốt giùm em mã 180 giúp em. Một của Hoa Hồng Nụ nè. Free size mã 180 giúp em nè. Mã 180 nha. 201 em chốt rồi nha mọi người. Một con unit low nha mọi người nha. Một con unit low free size nha. Đây, một con unit low size L đó mọi người đây. Một em unit low size L là free size nha. Chốt giùm em mã 191 giúp em. Mã 191, một con unit low size L free size mã 191 giúp em nè. Mã 191. 182 của chị Thanh Trúc nè. Một em của hát anh em nữa nha mọi người nha. Chị nào dưới 1m6 thì làm đầm, còn trên 1m6 là má dấu quần.
Em này free size chứ em, mã 183 giúp em. Free size mã 183, mã 183 giúp em nè. 191 cho Hoàng Miên. Em này 50kg chốt giùm em mã 187 giúp em. Con này vàng crop top nha mọi người ơi. 50kg chốt giùm em mã 187. Mã 187 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 187 nè. Em này free size chốt giùm em mã 185. Free size mã 185 giúp em nha mọi người nha. Free size chốt giùm em mã 185 nè. Mã 185 giúp em. Một tấm ba của chị Hoa Hồng Nụ nè. Một con free size thổ cẩm nha mọi người ơi. Một con hàng hiệu nè mọi người. Chất phát ngất luôn. Đây. Em này free size. Chốt cho em mã 188 giúp em một con thổ cẩm nha mọi người nha. 187 của Lê Huỳnh Thanh Trúc. Em này free size chú dây mã 188 giúp em. Mọi người vô bay của em tiết thị vinh tệ cho nhanh nha. Chị nào bên hội vô bay của em tiết thị vinh tệ cho nhanh nha chị ơi. Chị tự nhiên lười á, vô bay của em cho nhanh. Em có dán trên trang chính của cá nhân của em nha. Chú dây mã 188 giúp em nè. 188 của chị Nguyễn Ngọc nè. Một con của Vu nha mọi người nha. Một con theo của Vu nè. Một con theo của Vu nha mọi người ơi. Chốt cho em mã 189 giúp em. Một con của Vu free size nha mọi người nha đây. Chốt cho em mã 189 giúp em nha mọi người nha. Mã 189 một con của Vu nè, mã 189. Một em oversize nha mọi người nha. Một con oversize chốt cho em mã 177 giúp em. Một con oversize mã 177 giúp em nha mọi người nha. Mã 177 nè. Một con xanh phối chân nha mọi người nha. Một con xanh phối chân như thế này nha mọi người nha đây. 189 của chị Hoa Hồng Nụ nè. Em này 50-55kg chốt giùm em mã 78 giúp em. Con này là phối giả một cái áo sơ mi ở dưới đây nha mọi người nha đây. Chốt giùm em mã 178. Em thấy chị tự nhiên lười rồi nè nha. Đi đánh ghen đánh cái gì đánh game. Chốt giùm em mã 178 giúp em. Mã 178 nha mọi người nha. Mã 178. Một em gu nha mọi người nha. Một con gu free size nha mọi người nha. Con này bự đó mọi người. Một con gu free size. Một con gu nè. Một con gu free size nha mọi người nha đây. Chốt giùm em mã 172 giúp em. Một em gu free size mã 172 giúp em nè. 177 của chị Nguyễn Nguyên nè. Một em thổ cẩm nha mọi người nha. Con này mọi người làm khoác làm áo được. Một con thổ cẩm 50kg. Chốt cho em mã 173 giúp em nè. Mã 173 nha. Áo khoác dáng dài hả chị? Một con khoác nè nha mọi người nha. Một con khoác free size nè. Chốt giùm em mã 174 giúp em. Một con khoác free size. Chốt giùm em mã 174 nha mọi người nha. Mã 174 nè. Ủa em đâu thấy còn con laptop trắng nào đâu chị. Hình như em chốt rồi á. Một con giày nha mọi người nha. Một con giày nè. Con này free size. Một con khoác giày nha mọi người nha. Cúc là cúc sừng nha mọi người nha đây. Con này free size. Chốt giùm em mã 149 giúp em. 173 cho Hoàng Mai Hiền. Free size mã 149 nha mọi người nha. Siêu dày mã 149 nè. 173 cho Hoàng Mai Hiên nè. Một em ghi lê 50kg chốt giùm em mã 150 giúp em. 50kg mã 150 giúp em nè. Một em ghi lê 50kg chốt giùm em mã 150. Mã 150 giúp em nha. 172 chị Nguyễn Nguyên nè. Một em free size xanh siêu đẹp còn nguyên tát luôn nè. 150 của chị Nguyễn Ngọc. Chốt giùm em mã 175 giúp em. Free size mã 175 nha mọi người nha. 150 cho Nguyễn Ngọc rồi ạ.
Freesai chốt giùm em mã 175 giúp em. Freesai mã 175 nha mọi người, rất là đẹp. Mã 175 giúp em nè. Mã 175. Ủa chị Ngân Vũ hôm nay đủ đơn chưa ta? Trời ơi, hai bữa nay đủ rồi. Đủ rồi. Con này freesai một con thổ cẩm nha mọi người nha. 175 cho Diệu Anh nè, giờ mọi người đủ đơn hết rồi em chốt phe nha mọi người ơi. Con này freesai nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 151 giúp em. Mã 151 nha. Freesai mã 151 giúp em nè. Năm một này đẹp nè mấy chị ơi, cái này đẹp lắm. Dạ chị Ngân Vũ. Một năm một của chị Mai Hiên nè, con này đẹp luôn lắm luôn á chị Mai Hiên. Này, em mặc thành đầm rồi. Cây ngốc sau á chị. Một em unit lô nha mọi người nha. Một em unit lô nè. Một con unit lô nha mọi người nha. Em này 55kg, 58kg đó mọi người. Chốt giùm em mã 134. 55, 58kg mã 134 giúp em. Mình rớt nước mắt luôn à. Em này free size nha mọi người nha. Con này có viền tay và viền cổ free size. Chốt giùm em mã 144 giúp em nè. Mã 144 nha mọi người nha, mã 144. 134 của Dung Dung nè. Một con polo nha mọi người nha. Một con polo free size, con này là unisex nam nữ mặc được nè. Con này size L cho nên nó to nha mọi người nha. Một con polo free size, chốt giùm em mã 116 giúp em. Mã 116 nha mọi người nha. Mã 116. Mua 44 chị Diệu Mai cho em xin số điện thoại ạ. Em này 50-55kg một con đỏ nha mọi người ơi. 50-55kg chú dây mã 104 giúp em nè. Mã 104 nha. Em thấy Thiên Thanh nè, Thiên Thanh chốt đi chị ơi. Giờ ít người rồi nè. Em này free size chú dùm em mã 119 giúp em. Em này free size nha mọi người nha. Chú dùm em mã 119. Free size mã 119 giúp em nè. 116 của Hoàng Mai Hiên nè. Em này dạng body nha mọi người ơi, một con dạng áo giữ nhiệt body 50kg, chốt cho em mã 103. 104 Thiên Thanh nhâm xin số điện thoại nè. Một em áo giữ nhiệt 50kg mã 103 giúp em nha mọi người nha. Chốt cho em mã 103 nè. Mùng 19 của chị Nguyễn Ngọc nè. Em này free size nha mọi người nha, chốt cho em mã 105 giúp em nè. Free size mã 105 nha. 119 cho Nguyễn Ngọc ạ. Ok Thiên Thanh. Free size chốt em mã 105 giúp em, một con nâu nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 105 nè. Năm con đi đơn nha Thiên Thanh, em thấy số chị Diệu Mai nè. Còn nha Thiên Thanh ơi, chị cứ chốt đi mà không đủ thì mai chốt tiếp, mai bên em lên nữa. Một con xanh nha mọi người nha. Một con xanh nha mọi người nha. Áo lộn, một con đen của Vu nha mọi người nha. Một con đen của Vu nè. Một em đen của Vu nha. 105 nha Thiên Thanh nè. Em này free size chốt giùm em mã 143 giúp em. Free size mã 143 nha mọi người nha. Mã 143 giúp em nè. 5 con em đi đơn nha chị. 19.000 ạ. 103 chốt cho Dung Dung nè. Con này free size luôn nha mọi người nha. Em này là hai cái áo. Ở trong có một cái áo nữa và ở ngoài là một cái áo nữa nha mọi người nha. Đây. Gì vậy trời. Năng Anh đã trở lại. Thế mất mệt quá, bỏ cái áo này đi mà. Ủa có phải không? Không biết. Em thấy một mình nó thì hợp lý hơn. Free size chú em mã 106 giúp em nè. Mã 106 nha. Lăng Anh đã trở lại. 143 đâu vậy? Lăng Anh đã trở lại. 143 của chị Thiên Thanh nè. Một con crop top nha mọi người, của Forever 21 nè. Một con crop top của Forever 21, chốt giùm em mã 107 giúp em. Mã 107 nha mọi người nha. Một con áo giữ nhiệt nha mọi người nha, một con áo giữ nhiệt mà mọi người coi nè. Nặng chậm đó chị Sóc Điệp ơi. Mà nó lung linh lúng lính vậy nè. Cho em cái áo trắng bỏ đi kìa, 107 của chị Thiên Thanh nè.
nè, cái áo trắng nha, tặng Thiên Thanh nha. Rồi, con này 50-55kg chứ giùm em, mã 128 giùm em. 50-55kg mã 128 giùm em, mã 128, một cái con cờ rót tóp nó đẹp lắm mà sao Lan Anh không chốt vậy Lan Anh? Thiên Thanh chốt rồi mà. Con cờ rót tóp nè. Thiên Thanh chốt rồi. Một con cờ rót tóp tiếp theo nha mọi người nha. Trời ơi, tàu xù tóc rối rồi. Một con này chốt giùm em mã 129, một con crop top nữa nè. Mã 129 giúp em nha mọi người nha, một con vải dày, mã 129 nè. 128 nha Phương Dung. Chốt giùm em mã 129 nha. Mã 129 giúp em nha mọi người nha, cưng không? Chốt giùm em mã 129 nè. Em này 55-58kg nha mọi người nha, một con thổ cẩm chốt giùm em mã 127. 55-58kg mã 127 giúp em nha mọi người nha, mã 127 nè. 129 cho Thiên Thanh nè. Một con đầm nha mọi người nha, một con đầm nè, một con đầm nha. Con này 50-55kg chốt giùm em mã 108 giúp em. 50-55kg mã 108 giúp em nè, mã 108 nha. 106 của chị Nguyễn Nguyên nè. 105 em chốt rồi nha Nguyên ơi. 50-55kg chốt giùm em mã 108 giúp em. Mã 108 nha. 105 em chốt rồi ạ. 127 của chị Hoàng. 127 của chị Ngân Vũ. Một con len tâm áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một em len tâm áo giữ nhiệt. Em này 55-58kg chốt giùm em mã 727 giúp em. 55-58kg mã 727, một em len tâm áo giữ nhiệt nha. Dạ Thiên Thanh. 129 cho Trang Trang Lê nè. Một em khoác bàn cờ nha mọi người nha. Em này free size nha. Chốt giùm em mã 862 giúp em. Mã 862, một em khoác bàn cờ free size mã 862. Sorry Trang Lê, 129 em chốt rồi nha chị. Sắp đẹp vô bay em đi chị ơi. Ở bên nó màn chậm quá. Con này của Global Work nha mọi người nha. Con này free size nè. Con này free size của Global nha mọi người nha. Chốt giùm em mã xám giúp em. Con này free size của Global, chốt giùm em mã xám nè. Mã xám giúp em nha. 727 cho Trần Nhật Thiên Thanh nè. Một em khoác lông của Uniqlo 50kg nha mọi người nha đây. Của Uniqlo nha mọi người nha đây. Em này 50kg thôi nha mọi người nha. Một con tím caro nè. 107 em chốt rồi sắp điệp ơi. 50kg chốt giùm em mã 337 giúp em. Mã 337 nha mọi người nha. Chốt cho em mã 337 nè. Không, 105 của chị khác. 862 cho Phương Dung. 106 mới là của chị nha chị ơi. Xám của chị Diệu Mai nè. Đúng rồi, 19.000 nha chị. Diệu Mai cố gắng 5 con em đi đơn nha chị. Chưa chị sắp đẹp chưa được con nào chị. Một con đầm nha mọi người nha. Một con đầm cổ cao free size. Em này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 130 giúp em nè. Free size mã 130 giúp em nha mọi người nha. Mã 130. Dạ sao á chị kia chị nhanh hơn vậy Thiên Thanh. Một con khoác nha mọi người nha. Một con khoác free size nè. Một con khoác free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã xám giúp em. 130 cho Thiên Thanh nè. Đủ đơn luôn nha chị. Chốt giùm em mã xám giúp em nha mọi người nha. Free size chốt giùm em mã xám nè. Mã xám giúp em nha. Trời, tóc tai đã rời. Mã xám giúp em nha mọi người. Chốt giùm em mã xám nè. Mã xám giúp em. Buổi trưa tầm 11 giờ live á chị. Ủa em lên tâm 50kg nha mọi người nha. Chết rồi bị lỗi rồi. Chị Dung nhớ là Dung được 9 cái rồi à. Dạ Dung. Dung giỏi quá. Này sáng rồi. Con này free size chúc giùm em mã 435 giúp em nha. Con này free size mã 435 giúp em. Em này có cầu vai nha mọi người nha.
Xám của chị Hoàng Mai Hiên nè. Free size mã 435 giúp em nè. Chốt cho em mã 435 nha. Em chốt mất rồi chị Thiên Thanh. Một em đỏ nha mọi người nha. Em này 50-55kg thôi mọi người nha. Chốt giùm em mã 421 giúp em nè. Mã 421 nha. 50-55kg chốt cho em mã 421. Mã 421 giúp em nha mọi người. Mã 421. Dạ cảm ơn cha Trăng Lê nè. Đi ngủ hả chị? 435 cho Hoàng Mai Hiên. Chị Trăng Trăng Lê đi ngủ đi. Cảm ơn chị Trăng Trăng Lê nhiều nha. Một con này là của men que nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Men que tức là của nam nha. Con này là của nam nha mọi người nha. Em này là men que của nam nha mọi người nha. 421 cho Thiên Thanh nè. Em này size L của nam nha mọi người ơi. 60-65-69kg bạc vừa. Size L của nam. Chốt giùm em mã 40107 giúp em. Của nam mã 407 nè. Mã 407 giúp em. Một em len tâm nha mọi người nha. Một con len tâm 50kg màu đỏ nè. Con này là áo giữ nhiệt nha mọi người nha. Một em áo giữ nhiệt 50kg màu đỏ. Chốt giùm em mã 468 giúp em. Mã 468 nha mọi người nha. Mã 468 nè. Dạ chị Nguyên bên em chưa có vô bọc nên cũng không có biết hết chị. Trời ơi 10 con có 190 ngàn em nói thiệt á. Mọi người mua 10 con về đảm bảo cũng có một con là đã 200 ngàn rồi. Có một con mà giá trị tới 200 ngàn rồi cho nên mọi người cứ yên tâm đi. Hàng đẹp. Mọi người về mua 10 con mặc được hết 10 con yên tâm nha. 407 cho Phương Dung nè. 190 ngàn thêm 35 ngàn tiền ship nữa. Chỉ bằng mua một con thôi. Unit lô mọi người mua ngoài là đã 600-700 ngàn rồi. Hàng bát đi nữa nó cũng rẻ tầm khoảng 200-300 rồi mà ở đây có 19 ngàn. Free size nha mọi người nha. Một con khoác áo đều được free size. Chú giùm em mã 130 giúp em nè. Free size mã 130 giúp em nha mọi người nha. Mã 130 nè. Mã 130 giúp em. Một con khoác lông nha mọi người nha. Một con khoác lông free size nè. Thấy chị Thu Anh nè. Một con khoác lông free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã khoác giúp em nè. Một con khoác lông free size. Chốt giùm em mã khoác giúp em nha mọi người nha. Mã khoác giúp em nè. Mã khoác 130 cho Hoàng Mai Hiên. Ủa vậy hả bà Ngân Vũ? Sao bà không feedback cho bên em? Feedback cho bên em sẽ hoàn tất cả nha mọi người nha. Nhớ feedback, không có im im như vậy được. Xong để mặt mai cũng khen đẹp hết hả? Rồi à, bao nhiêu tiền ngày mai nhắn các bạn trừ cho nha. Cái hàng này là hàng cô tông, nhiều khi trong quá trình gói đi á, nó bị cắn vải, nó rất là chuyện bình thường luôn mọi người. Bán hàng Nhật là hàng cô tông phải chịu mấy cái lỗi lầm đó luôn mọi người. 130 chốt rồi nè chị Sóc Điệp ơi. 421 em chốt luôn rồi nha Thu Anh. Con này free size nha mọi người nha. Con này free size, chốt giùm em mã 302 giúp em nè. Free size mã 302 giúp em. Con nói rồi mà để mặc tiếp hả? À free size mã 302 giúp em. Mã 302 nè. Mà mấy bạn bù chưa? Mấy bạn hoàn cho chị chưa? À rồi, rồi ok. Ok chị Ngân Vũ nè. Đó, đâu ra đó vậy đó. Đừng có im im. Dạ cảm ơn Nguyễn Nguyên. Khoác chị Thu Anh em xin số điện thoại ạ. Rồi, một con unit lô nữa nè mọi người nè. Một con unit lô nè. Đây. Em unit lô nha mọi người nha. Em này 50kg. Trời ơi sao con này. 302 cho Thiên Thanh nè. Trời con này để mà nó cũng bị dơ nè mọi người nè. Một con thổ cẩm nha mọi người nha. Một con cardigan thổ cẩm nè. Free size. Chốt giùm em mã 318 giúp em. Một con thổ cẩm free size mã 318 nha. Em còn gì ta? Chờ chị Lặng Yên nè. Em còn áo giữ nhiệt một mớ. Còn áo cardigan Montague một mớ. Mai mốt em sale hết cho mọi người 19 ngàn luôn. Chốt giùm em mã 318 giúp em nè. Mã 318 nha. Mã 318 giúp em. 318 của Thiên Thanh.
Ok Thu Anh nè. Mạng chậm quá đó, chị sắp điệp cứ chốt xong mới thấy chị lên mã, nên là không có ưu tiên được. Ok Thu Anh nha. Chào chị Winnie Vũ nè. Trời ơi chị Winnie Vũ còn thức hả? 130 của chị Thu Anh rồi chị ơi. Một con áo nha mọi người nha. Một con áo này em bán cho mọi người 19.000 luôn, nhưng mà thực sự nó rất là đẹp. Có một cái lỗi như thế này. Đúng rồi, đồng giá 19.000 nha chị Như. Trời ơi, con này em bán giống như là tặng vậy đó, chứ con này đi là ship lỗ rồi. Cái khuy của nó bị hư, khóa kéo bị hư. Khóa kéo bị hư. Mọi người về thay kéo giúp em nha. Chị chuẩn bị đi ngủ rồi, ngủ đi chị Winnie, ngủ sớm cho đẹp. Một con khóa free size mà khóa kéo bị hư, mọi người về thay giúp em. Chốt giùm em mã khóa giúp em nha. Chốt giùm em mã khóa giúp em nè. Thôi thôi thôi, không lên mã khóa nữa. Mọi người sẽ ấy. Chốt giùm em mã 866 giúp em nha mọi người nha. Mã 866 giúp em. Em con này giống như là tri ân tặng vậy mọi người. Mà nó bị hư cái khóa kéo nè, mọi người về thay giúp em. Vẫn kéo được mà, chỉ là nó bị gãy cái... Đúng rồi, nó bị gãy cái cần nè, mọi người cầm nè. Đây, mọi người gãy cái cần, mọi người cầm giúp em. Chú em mã 866 nha mọi người nha. Mã 866 giúp em. Em bán giống tri ân con này gì đó. Tám sáu sáu của chị Diệu Anh Nguyễn Hoàng. Năm mươi ký chú giùm em mẹ 349 giúp em nha mọi người. Dạng một con còi rót top. Mẹ 349 giúp em nè. Mẹ 349 nha. Chờ người ta lên 866 giờ chị Nguyên mới nghe tới cái sao cái khoát. Em lên rồi Thiên Thanh ơi, chị Nhi ơi. Tối qua chị có mấy con hả chị? Con khoác free size chú giùm em mã 351 giúp em nè. Em sẽ chắc một ngày mai nữa mới hết á Winnie. Chưa ngày mai mà em sợ hết thì tối em lên quần váy. Còn không thì em sẽ nguyên nốt ngày mai để các bạn làm hàng một lần luôn cho nó xong. Mấy cái hàng này làm cho nó xong rồi mai mốt mình chỉ lên hàng đẹp thôi. Các bạn không tốn thời gian mọi người biết không? Làm mấy cái hàng này rất là tốn thời gian luôn. Em bán một ngày các bạn phải làm 3 ngày mới xong. Tại vì đánh nè, xong đi giặt nè, làm lâu lắm. 349 cho Dung Dung. Free size cho em mã 357 giúp em. Free size mã 357 nè, mã 357 giúp em. 351 đầu. Một con cardigan không có túi nha mọi người nha. Một con cardigan không có túi. Free size cho em mã 47. Mã 479 giúp em nha. Một con cardigan không có túi mã 479 giúp em nè. Free size mã 479. Mọi người chốt đủ 5 con em đi đơn nha mọi người. Dạ nhiều lắm chị Winnie, là chị Winnie biết anh sau ánh hào quang. Một con siêu phẩm là 10 con hàng thường như thế này. Và em phải xả mà đúng ngợp luôn á. Con này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 172 giúp em nè. Free size mã 172 giúp em. Free size mã 172 nha mọi người nha. Mã 172 giúp em nè. 479 cho Thiên Thanh nè. Chị shop điệp lên em ưu tiên nha nè. Đào lái giờ không được con nào. Dạ đúng rồi. Nặng lắm. 172 chú cho chị Winnie. Một em khoác free size nha mọi người nha. Một con khoác free size nè. 172 chú Winnie Vũ rồi ạ. Một em khoác free size chú giùm em mã 308 giúp em nè. Một em khoác free size mã 308 giúp em. Một em cardigan nha mọi người nha. Một con hàng hiệu, trời cái hiệu của nó bự nè. Đây. Con này free size nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 325 giúp em. Con này free size mã 325 nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 325 nè. Dạ chị Thiên Thanh. 308 cho Thiên Thanh nè. Một con dạng crop top nha mọi người nha. Phải crop top không phải crop top. Một con áo nha. Một con khoác như thế này nha mọi người nha. Một con khoác này làm áo đều được nha. Con này 55-58kg. Chốt giùm em mã 176 giúp em.
Mã 176 nè, mã 176 giúp em. 325 cho Winnie Vũ nè. Thì Winnie đi ngủ đi, chốt quá trời chốt vậy. Rồi em thấy Huỳnh Như trên bay rồi nè. Con này free size, một con quát nhẹ nha mọi người nha. Một con free size, chốt giúp em mã rút giúp em nè. Một con free size mã rút giúp em nha mọi người nha. Lâu lâu lên mấy cái đó thấy mất mệt vậy sao. Em cũng đang định nói. Free size, chốt giúp em mã rút giúp em nè. Mã rút nha mọi người nha, mã rút nè. 176 của Đoàn Phương Vi. Chữ không biết là ai chửi mình thì nó dài. Một con quát trắng nha mọi người nha, một con quát trắng 50kg nè. Chốt giùm em mã 356 giúp em. 50kg, 55kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 356, mã 356 giúp em nè. Chốt giùm em mã 356 nha. Mà sắp đẹp mà cứ hỏi hoài khi nào khui chuyện mới. Em khui xong hết rồi. Em khui xong mấy chục kiện mới ra một đống hàng như thế này. Rồi em bán hết cái này, em chỉ lên hàng siêu phẩm nha mọi người thôi nha mọi người nha. Mọi người yên tâm. Dạ chị Phương Vi. Em để hàng siêu phẩm lại bán sau. Xử lý hết cái đống này đi cho nó đỡ chật nhà nè. Rồi mọi người có đồ mặc luôn. Đây, một con đẹp nha mọi người, một con cúc sừng free size, chốt giùm em mã 310 giúp em. Mã 310 nha mọi người nha. Mã 310 giúp em, siêu phẩm đẹp lắm. Tí em teaser cho mọi người coi mấy cái bà con. Một con trắng này đẹp lắm mà mấy chị. Một con ghi lê nha mọi người nha. Một con ghi lê không có cúc nha mọi người nha. Em này 50kg thôi. Chốt giùm em mã 208. Em ghi lê không cúc 50kg mã 208 giúp em nè. Mã 208 nha. 310 của Hoàng Mai Hiền. Dạ. Trời chị đẹp vài bữa nữa đi. Em xong cái này thôi là nhà mình toàn là siêu phẩm nha mọi người nha. Đồng giá 19.000 nha chị Hoàng Jenna. Tại làm cái này nó cực quá. Em muốn gom lại một lần cho mấy bạn làm cho xong á. Chào chị Nghĩa Trần nè. 208 cho Lê Hoài Lan Anh. Một con đầm nha mọi người nha. Một con đầm nè. Một con đầm 50kg nha mọi người nha. Một con đầm dáng dài 50kg. Chú giùm em mã 168 giúp em nè. Mã 168 nha mọi người. Một con đầm 50-55kg nhưng mà phải dưới 1m6. Mã 168. Mấy bà Huỳnh Nhi nhanh dữ. Chút mấy con rồi mới thấy lên. Ý là chậm á hả? Đúng. 356 chị Huỳnh Như Nhi cho em xin số điện thoại nè. Một con trắng unit lôi nha mọi người nha. Một em trắng unit lôi size XL nè mọi người nè. 168 cho Quỳnh Nguyễn nè. Đây em này 55kg nha. Free size đó mọi người. Size XL là free size. Chứ em mã 780 giúp em nè. Mã 780. Đợi em đi lấy siêu phẩm teaser cho chị Winnie đi ngủ cho ngon. Huỳnh Như Nhi cho em xin số điện thoại đi chị. Mã rút là mã nào vậy? Đó, con mã rút màu hồng hồng. Hôm nay hả chị? Hôm nay có mã mà. Xa quá chị không có thấy. Con rút có phải con này không chị? Phải con này không chị Kiên Nhẫn ơi? Ok Như Nhi nè. Chị Thiên Thành. Ủa, Thiên Thanh lên là mầm đi nè chị. 780 cho Huỳnh Như Nhi nè. Em ngồi đây từ tối đó chị Huyền Trâm. Cái gì vậy? Nó đi chơi một chầm gì vẫn thấy nhà ngồi đây. À vậy hả? Đây siêu phẩm nè. Một bà crop top màu đỏ, tay cá mập cá voi nè. Winnie ơi cưng không? Bà crop top màu đỏ nè, cá mập cá voi.
Siêu phẩm. Chờ em mệt quá em đi ra đó. Ủa, cái con. Xong mệt quá tối quá mau được có hai con rồi mọi người. Teaser nha mọi người nha, teaser. Xong rồi hết rồi đó. Rồi chị kiên nhẫn cho em xin số điện thoại đi nè. Dạ Thiên Thanh chị đã đủ rồi. Chốt từ hồi chiều nữa. Một em tím đẹp nè mọi người nha. Một con tím đẹp nè. Tôi muốn con cá mập đỏ. Trời ơi. Chị Winnie thích con này không nè. Đó, chưa ủi đó, siêu phẩm này em chưa có ủi nè, mà nó đẹp vậy đó. Xanh hả, xanh đẹp không? Đây, xanh nè. Thôi em lên mã nha, con xanh này 80 ngàn nè. Con đỏ này 80 ngàn, chị Winnie thích đúng không? Nè, để chị Winnie nè. Con xanh này em lên mã nha mọi người nha. 80 ngàn nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 875 giúp em. Mã 875 nha mọi người nha. Mã 875 giúp em nè. Dạ dạ, rồi con cá mập đỏ để chị nè. Mã 875 giúp em nè. Mã 875 nha. Mã 875. Em biết là mọi người không có lên thuộc à. Cho nên là em đọc mã 80 ngàn mã 875. Chị Winnie vừa hút luôn rồi. Chị Winnie có nhường cho ai, cho mấy bạn không? Rồi vô cho Winnie. 875 của chị Winnie Vũ luôn nè. Con này 55-58kg nha mọi người nha. Chốt giùm em mã 771 giúp em. Chị nào ở bạn mà muốn á thì nói chị Winnie để lại cho thì em để cho nha. Thì lên mã em chị chốt phe thôi. Chị nào muốn nói chị Winnie để lại để cho. Chốt giùm em mã 771 giúp em nè. Mã 771 nha mọi người nha. Mã 771 giúp em nha mọi người nha. Mã 771 giúp em nè. Thiên ai chốt kìa. 771 cho chút Thanh Dương. Dạ bên này chậm hơn đó Thiên Thanh ơi. Em này 50kg chú giùm em mã 730 giúp em nha. 50kg mã 730. À được, chuẩn bị đi ra lạc. Nói chị Winnie đi. Rồi em để cho. Em này 50kg chú giùm em mã 730 giúp em nè. Mã 730 đi ra lạc chuẩn bị hình cưới đúng không? Đúng không Ngân Vũ? Chú em mã 750 giúp em mã 750. Mã 750 giúp em nè. Mã 750. Hay là cho Ngân Vũ đi Đà Lạt. Cho Ngân Vũ mượn đi Đà Lạt kìa. 730 cho Thiên Thanh nè. Mai mọi người vui lòng không xả con nào giùm em nha mấy chị ơi. 30 hay 50 gì cho Thiên Thanh rồi nha. Con đó là một nha mấy chị. Ủa rồi chị Winnie Vũ nhường cho ai để em chốt nè. Quyết một lời đi chị. Quyết một lời. Còn một con thổ cẩm nè. Ngân Vũ có thích không thì để cho Ngân Vũ nè. Con thổ cẩm này 50kg thôi à. Con thổ cẩm này 50kg để em đi mặc thử cho mọi người coi. Con này của ai nè? Của chị Linh Linh. Nhan. Của chị Vinh này, à, của chị Kiều Tiên hả? Đúng, của Kiều Tiên. Đây. Em thổ cẩm này mà chị Ngân Vũ có thích không nè? Mai Hiên có nói gì không chị? Không. Em thấy chị Linh Linh nè. Trời ơi chị Linh Linh. Chị Linh Linh là Hân Linh nha. Nhớ nè. Ủa vậy à? Linh Linh là Hân Linh nè. Vậy để cho chị Rồi bây giờ túm lại nè. Hoàng Mai Hiên lấy con này nhường con kia cho Ngân Vũ đi Đà Lạt không nè. Ngân Vũ Hoàng Mai Hiên thích con này nè.
mà Ngân Vũ thích con kia nè, bây giờ ai lấy con nào? Thì Hiên với lại thỏa thuận đi. Hiên với Ngân Vũ điêu với nhau đi nè, rồi em để cho nè. Vài bữa là toàn hàng như thế này nha mọi người nha. Ngân Vũ nhường Ngân Vũ chị chốt nha, bé nhàn. Ủa là sao? Là chị Vinh này nhường con này chị Ngân Vũ. À vậy hả? Rồi, con này Hiên có thích không nè? Để cho Hiên nè. Bù cho Hiên con này. Ok, nhường chị Ngân Vũ con của chị Winnie nha. Không, không. Chị Thiên Thanh ơi. Quần em mặc em để like nha mọi người. Tại vì lâu lắm mới có một cái quần vừa lưng. Hôm nào đi em like chân váy, quần sẽ có. À vậy hả? Rồi, bé thổ cẩm này đúng không? Rồi, chị Linh Linh ơi, chị Hân Linh ơi, để bữa nào nha. Tại vì em đem con này ra để, em hứa cho Mai Hiên trước rồi. Em để con này cho Linh cho Hân cái gì? Cho bé Mai Hiên nha. Rồi ghi cho Mai Hiên đi. Còn nhiều thổ cẩm lắm. Mọi người cho em một ngày mai nữa. Em xả hết rồi. Cho em một ngày mai nữa em sẽ hết rồi thì em sẽ lên thổ cẩm thường xuyên cho mọi người nha. Form mấy cái form rộng rộng mà giới trẻ bây giờ hay thích á nha chị Linh Linh nha. Like cho chị Ngân, chị Hân Linh ơi nha. Hôm nào nha, hôm nào em lên nè. Rồi, cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Em ngủ nha mọi người nha. Em off nha mọi người nha. Rồi, gờ chín các tình yêu nè. Rồi, ok, vậy cuối tuần mình lên một bữa siêu phẩm cho non nê ha. À, mình hẹn nhau thứ thứ mấy? Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ năm hả nhà? Hôm nay thứ tư. Ngày mai thứ năm. Rồi, ok, ngày mai em sẽ một ngày nữa. Rồi, ngày mai thứ... chưa tắt like mà rồi sao? Ngày mai em xả một ngày nữa nha. Xong ngày mốt em lên quần váy. Rồi bữa nữa em sẽ lên siêu phẩm buổi trưa thứ bảy đi cho mọi người đều được coi. Buổi trưa thứ bảy mọi người coi được không? Buổi trưa thứ bảy mọi người có coi được không? Thì buổi trưa em sẽ lên siêu phẩm nha mọi người. Ngất ngay lắm, rất là đẹp nha. Hôm rồi Hiên không được coi đó, trưa ngày hôm qua. Trời ơi, siêu phẩm đẹp vô cùng. Những cái em tay cá mập bự chà bá vậy nè. Rất là đẹp nha, đẹp lắm. Trời, con này lúng chất thổ cẩm luôn nè mọi người ơi. Con kia, cái em mà cụ ấy lấy là nó không có đúng chất thổ cẩm như con này. Con này đúng chất thổ cẩm luôn nha. Đây. Hôm nay em la chị Huyền Trâm lên chọn nha, chị Huyền Trâm nha. Hôm nay em la chị Huyền Trâm lên chọn. Rồi, bye bye mọi người nè. Rồi, ok, trưa thứ bảy ha. Mình hẹn nhau trưa thứ bảy mình lên siêu phẩm nha. 11 giờ đi, cho nó sung ha. Rồi, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nè. Bye bye mọi người.